cây đa giếng nước là những thứ có thể xem là đi cùng với sự phát triển của làng quê Việt Nam. Đến thời điểm hiện đại hóa ngày nay, hình ảnh giếng nước gốc đa tuy rằng ít còn xuất hiện, nhưng những câu chuyện về những thứ đó chắc chắn vẫn sẽ luôn tồn tại và trường tồn mãi theo thời gian. Nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi, cây đa với giếng nước có gì mà phải nhắc tới nhiều như vậy? Với sự hiểu biết hạn hẹp của bản thân, tôi có thể giải thích rằng đó là vì sự thân thuộc của nó gắn liền với hình ảnh làng quê Việt. Ngoài ra còn là những câu chuyện tâm linh, ma quỷ thường đi đôi với chúng nữa. Một ngôi làng thuộc vùng đồng bằng sông Hồng. Vào những năm 2010, đời sống người dân ở đây còn khó khăn và thiếu thốn lắm. Bởi lẽ trong thời kỳ này, nguồn thu nhập chính của người dân vẫn là nuôi trồng, chứ làm gì có nhiều công ty xí nghiệp như bây giờ đâu. Do đó, đời sống khó khăn, cơ sở hạ tầng dân cư cũng tươm nát hết cả rồi. Đường xá trong làng năm ấy vẫn là đường đất, mùa nắng thì không sao, nhưng cứ hễ khi mùa mưa tới thì con đường này trở thành ác mộng với người dân mỗi khi đi lại. Nhất là vào dịp tháng 7, đúng vào cái thời điểm thu hoạch mùa vụ, xe dưới đồng dưới mương đi lên làm bùn đất vãi đầy cả ra đường, gặp mưa xuống nữa thì phải nói là khốn khổ. Vì bất lợi đó, người dân cũng muốn làm lại một con đường mới. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đời sống còn khó, cơm ăn bữa đói bữa no, vậy thì tiền đâu để mà làm lại con đường được chứ? Nhưng mà chuyện gì khó khăn cũng đều có cách giải quyết của nó. Dân không có thì chính quyền sẽ có. Đúng thời điểm này, nhà nước ban hành các quyết định hỗ trợ việc xây dựng nông thôn mới. Làng lúc bấy giờ có ông Chừng là trưởng thôn. Khi biết được tin nhà nước sẽ hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, ông Chừng ngay lập tức họp mặt bà con trong làng để xin ý kiến. Do nhà nước đã hỗ trợ một phần nên mọi người cũng đều hưởng ứng nhiệt tình lắm, chẳng có ai là không đồng tình theo cả. Làm đơn đề nghị xong thì cũng cần một thời gian để xét duyệt. Trong thời gian đó, người dân trong thôn ai nấy cũng đều nôn nao. Họ chỉ mong chính quyền ở trên sẽ đồng ý, nhờ đó thì phần nào cuộc sống của họ cũng sẽ được cải thiện hơn. Qua khoảng một tuần từ lúc làm đơn, cuối cùng thì đơn xin trợ cấp của thôn cũng được chính quyền đồng ý. Chính quyền sẽ hỗ trợ 80% chi phí, còn 20% còn lại người dân sẽ cùng nhau đóng góp. Ông Trần khi nhận được tin này thì vui mừng lắm. Ông mang vẻ mặt hồ hởi ấy đi khắp các hộ gia đình để thông báo tin vui. Bà con nghe được tin thì cùng chung cảm xúc với ông, bởi vì họ biết sắp tới đây thôi, họ sẽ không còn phải lo lắng khi đi trên con đường lấm lem mỗi khi mùa mưa kéo tới nữa. Mọi việc từ tiền hỗ trợ, đóng góp của người dân cho tới tìm đơn vị thi công con đường đều diễn ra vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Nhưng mà gần tới ngày thi công thì họ lại vướng phải một trở ngại nhỏ. Vấn đề này không liên quan gì đến tiền bạc hay là con người. Đó chính là một cái gốc đa được mọc ở đầu làng mà thôi. Theo lời kể của bà con thì cây đa này ít nhất cũng phải được gần cả trăm năm rồi. Như dân gian hay truyền lại thì những cây đa có nhiều năm tuổi thường có nhiều vong hồn trú ngụ. Nếu bất đắc dĩ mà đốn chặt, ắt người chặt hạ cây đa sẽ lãnh hậu quả khôn lường. Nghiêm trọng hơn là cả một vùng sẽ phải hứng chịu những điều không hay. Nhưng đó cũng chỉ là lời đồn thổi mà thôi, chứ vẫn chưa ai có thể chứng thực được hết. Bình thường thì ông Chừng sẽ giao cho bên thi công chặt hạ cây đa này, nhưng vì cây đa nằm ở đây đã lâu nên ông muốn hỏi qua ý kiến của bà con xem có đồng ý đốn hạ hay là sẽ đánh lên và sẽ di chuyển tới một nơi khác để trồng xuống. Người dân thì cũng bận trăm công nghìn việc, cũng chẳng ai rảnh mà đi đánh cái gốc cây đa đem tới chỗ khác trồng cả. Vậy nên họ quyết định sẽ đốn chặt nó đi. Phần cây và gốc có ai lấy về thì cũng kệ họ. Trong làng lúc bấy giờ có một ông thầy tên là Chữ. Tuy không phải người cao siêu gì, nhưng mấy chuyện xem bói hay lễ bái trong vùng đều nhờ ông làm cả. Sau khi nghe đến việc sẽ chặt hạ cây đa cho thuận tiện việc làm đường, ông Chữ chủ động tìm tới nhà ông Chừng để hỏi chuyện.
Ông Chữ nhấp chén nước rồi nói với ông Chừng: Bây giờ các ông á quyết định chặt hạ cây đa ấy thì để tôi tới trước một ngày để làm lễ. Người ta nói những cây đa trăm tuổi như thế này thường có nhiều ma quỷ trú ngụ lắm. Chúng ta phá nhà của người ta thì cũng nên làm cho họ một cái lễ. Phần là an ủi linh hồn, hai nữa là thuận cho việc thi công. Mấy người có mặt ở nhà ông Trần lúc đó cũng lên tiếng đồng thuận. Hả, thầy Chữ làm như vậy là hợp lý đó bác Trần à? Đúng rồi, có thờ có thiên, có kiên có lành mà. Chúng ta cứ làm theo lời thầy Chữ đi bác Trần. Ông Trần vốn là lính chiến, trải qua bom đạn chiến tranh, tiếp xúc với xác người chết nằm la liệt nhiều như ngã trạ, ông còn chẳng sợ. Nay lại có mấy người mang cái chuyện tâm linh ra nói thì thật ông cũng chẳng thèm bận tâm tới. Nhưng mà theo số đông nên ông cũng đành gật đầu. Ngày 18 này thì bắt đầu khởi công. Vậy ông xem ngày 17 có đẹp hay không, để tới đây để làm lễ đi. Thầy Chữ đưa tay lên bấm đốt ngón tay, một lúc sau thì gật nhẹ đầu. Tuy rằng không phải ngày đẹp nhưng mà cũng có thể làm lễ được. Ông Trần gật đầu chứ chẳng hề đáp lại. Chuyện cần nói cũng đã nói xong, thầy Chữ ngồi chơi thêm một lúc nữa rồi sau đó cũng xin phép mọi người ra về. Trở về nhà, thầy Chữ chỉ nghỉ ngơi một chút, sau đó bắt tay luôn vào công việc chuẩn bị của mình. Trong nhà thầy bây giờ cũng đang có một cậu học trò theo học. Nhìn thầy mình vội vã, anh ta tò mò hỏi: Chuyện gấp rút như vậy hay sao mà thầy phải vội vàng thế ạ? Lúc nãy ta có đi ngang gốc trà đó, âm khí còn rất nặng. Hơn nữa ngày 18 âm này họ bắt đầu rồi. Nếu như ta không chuẩn bị kỹ càng, e là mọi chuyện không được thuận lợi đâu. Người học trò nghe vậy thì cũng ngầm hiểu được. Anh không hỏi gì thêm nữa, cũng một tay một chân xông xáo phụ giúp thầy của mình. Nói là phụ giúp, chứ thật ra thầy Chữ cũng chỉ để cho anh mài hộ cái thôi mực mà thôi. Còn sau đó, thầy một mình cùng với Nghiên Mực đi vào bên trong căn phòng. Trước khi vào bên trong, con cẩn thận dặn dò: Trong một ngày tới ta sẽ không ra ngoài. Con ở bên ngoài cứ sinh hoạt ăn uống như bình thường. Và nếu như có ai vào hỏi thì cứ nói ta không có nhà là được rồi. Nâng khăn sửa túi theo thầy đã được vài tháng, bình thường thì chỉ thấy thầy coi bối hay nhận làm lễ cho người ta mà thôi. Nay thấy thầy tỏ ra thần bí như thế này, cậu học trò không khỏi tò mò. Anh bập miệng toan hỏi thì thầy lại lên tiếng trước: Không cần phải hỏi thêm ta gì, cứ nghe theo lời ta dặn đi. Cậu học trò chỉ biết lặng thinh cho cúi đầu mà lùi dần ra ngoài gian nhà chính. Thầy Chữ sau đó cũng từ từ khép lại cánh cửa gian phòng của mình. Ngày hôm đó kết thúc, theo lời thầy Chữ căn dặn thì cậu học trò vẫn sinh hoạt mọi thứ rất bình thường. Tuy nhiên có cái gì đó bí ẩn thì lại càng khiến cho con người ta cảm thấy tò mò. Đến buổi trưa ngày hôm sau, khi một mình dùng xong bữa cơm trưa và chuẩn bị đi về phòng để nghỉ ngơi, lúc này thì anh ta có đi ngang qua phòng của thầy mình. Trong một phút tò mò, cậu học trò đã dừng lại rồi lén nhìn qua khe cửa phòng. Trong căn phòng bây giờ, thứ duy nhất cậu thấy chỉ là mùi nhang khói nồng nặc, cùng với đó là phía sau lưng của thầy mà thôi. Ông đang ngồi rất an tĩnh và gần như chẳng hề có một cử động nào cả. Nhìn thấy thầy mình cứ ngồi im thì cậu học trò tỏ ra lo lắng lắm, muốn lên tiếng gọi thử, nhưng rồi ngẫm nghĩ như thế nào mà lại thôi. Cậu học trò cứ đứng đó quan sát thì một lúc, rồi cũng thở dài quay trở về phòng. Nằm trong căn phòng, cậu chẳng thể nào nghỉ ngơi được. Trong đầu cứ lẫn đi quẩn lại về hình dáng bất động của thầy. Bất giác anh ta ngồi phắt dậy, sau đó nói một cách đầy kiên định: Kệ, thầy có trách đó, thì mình cũng phải gọi xem thầy như thế nào chứ. Dứt lời, anh ta bước xuống khỏi giường rồi tiến thẳng ra căn phòng của thầy Chữ.
dừng lại trước cửa phòng của thầy. Cậu học trò không ngần ngại, đưa tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa. Vừa gõ, miệng vừa gọi: "Thầy, thầy ơi." Câu nói thứ hai vừa vang lên, cũng là lúc cánh cửa phòng dần dần mở ra. "Trời đất, thế làm sao vậy?" Ngay khi đối diện với thầy chữ, cậu học trò hoảng hồn mà thốt lên ngay lập tức. Bởi lẽ trước mặt anh ta bây giờ là một người thầy nhìn vô cùng khác lạ. Tóc thầy chữ sau một ngày đã bạc đi rất nhiều, rồi sắc mặt bờ môi của ông cũng nhợt nhạt, tái mét đi thấy rõ. "Ta không sao. Ta dặn con rồi, đừng làm phiền khi ta còn đang dở việc. Cũng may là mới xong đó." Thầy chữ nhìn cậu học trò cười nhạt mà nói, trong lời nói cũng có phần nào đó sự quở trách. "Nhưng mà thầy đã làm gì mà nhìn thầy yếu đi như thế này ạ?" Cậu dìu thầy lại ghế, vừa hỏi với giọng lo lắng. Thầy không đáp lại, nhìn ra bên ngoài cửa với ánh mắt xa xăm, rồi mới lẩm bẩm nói: "Hy vọng là mọi chuyện được diễn ra suôn sẻ." Cậu vẫn chưa rõ thầy mình đang làm những gì, nhưng qua biểu cảm hiện giờ, anh biết chắc chắn rằng thầy phải suy nghĩ cũng như mất rất nhiều sức lực cho chuyện này lắm. Rồi thời gian thấm thoát qua đi. Ngày 17 âm lịch, ngày làm lễ để chặt hạ gốc đa đầu làng cuối cùng cũng đã tới. Chẳng biết thầy chữ cô giờ giấc như thế nào, nhưng ngay từ lúc sáng sớm, khi gà vừa gáy, ánh sáng mặt trời còn chưa chiếu tới, thì hai thầy trò đã xuất hiện ở nơi gốc đa kia rồi. Cả hai người đứng nghỉ một lúc, rồi thầy chữ lấy trong ba lô của mình một vài sợi chỉ đỏ. Trên chỉ đỏ có cột thêm vài lá bùa màu vàng ra. Ông đưa cho cậu học trò, rồi nói: "Con giúp ta treo những sợi dây này lên xung quanh cây đa đi." "Đây là những thứ mà thầy làm hôm nọ phải không ạ?" Thầy chữ nhẹ gật đầu, chứ không nói thêm. Trong lúc thầy trò đang chuẩn bị, thì xung quanh cũng có một vài người dân đi làm đồng sớm. Nhìn thấy họ thì cũng chào hỏi, rồi nán lại đi theo dõi. Sau cái gật đầu của thầy chữ, thì cậu học trò không hỏi gì thêm, mà tiến tới gốc đa, rồi cầm sợi chỉ đỏ và làm theo những gì ông nói. Thầy chữ lúc này cũng bắt đầu công việc của mình. Ông lấy ra những đồ lễ đã mua như bánh kẹo, hoa quả, tiền vàng, và sắp gọn lên một tấm vải đỏ đã được trải sẵn bên dưới gốc đa. Những người xung quanh thấy thầy bận tay bận chân thì cũng nhiệt tình xung phong giúp đỡ. Tới hơn 6 giờ một chút thì mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Mặt trời cũng nhún lên, tạo ra những tia nắng đầu tiên trong ngày. Bà con trong làng bây giờ tụ tập ở đây cũng nhiều. Có người thì đi chợ về, có người hiếu kỳ chạy ra tới nơi để xem. Bản thân ông Trừng cũng đã có mặt. "Tôi thấy người ta hay làm lễ khi trời tối, nhưng sao thầy lại làm lễ giờ này vậy?" Ông Trừng thấy giờ làm lễ không hợp lý, nên liền tiến lại cất giọng hỏi. Thầy chữ mỉm cười đáp lại: "Đây là chuyện của cả làng, nên ông cứ an tâm. Tôi sẽ không dám chọn giờ xấu để làm lễ đâu." Ông Trừng không rõ được mấy chuyện tâm linh này, nên là nghe xong, ông cũng chỉ ậm ừ gật đầu thôi. Mọi thứ đã được kỹ càng. Thầy chữ quay ra nhìn bà con, rồi mới cất giọng nói: "Để tránh ảnh hưởng tới việc tôi làm lễ, mong bà con lùi lại một chút đi." Lời thầy vừa dứt, tất cả mọi người cũng đều làm theo. Bắt đầu buổi lễ, thầy châm ba nén nhang, sau đó cắm vào bát lư hương được đặt ở trước mặt. Tiếp đó là vái liền ba vái. Miệng thầy bây giờ cũng đọc theo những câu văn khấn trong cuốn sách được đặt dưới đầu gối của ông. Cứ đọc một lúc, thầy lại dừng và khấn vái vài cái. Những người dân có mặt tại đây cũng chắp tay và khấn theo thầy. Nhang cháy được một nửa thì bỗng dưng tắt ngụp đi. Bầu trời đang hửng nắng có gió nhẹ thì tự dưng tối sầm lại, như chuẩn bị đón một cơn mưa lớn. Người dân thấy thời tiết lạ kỳ thì lại càng tin vào chuyện cây đa này có ma quỷ trú ngụ. Họ không ngừng chắp tay khấn vái. Thầy chữ nét mặt hơi nhăn lại một chút,
như nhận ra có sự tình khó giải quyết. Tuy vậy, ông vẫn ở yên vị trí và tiếp tục đọc văn khấn. Phục một tiếng, những sợi chỉ được treo trên cây đa bất ngờ đứt vật, rơi hết xuống dưới đất. Mâm đồ lễ bài biện cũng bị những cơn gió mạnh thổi bay tứ tung. Thầy chữ vừa nãy còn bình thản thì nay gương mặt đã biến sắc. Cậu học trò ở bên cạnh thấy như vậy không giấu nổi tò mò. Thầy ơi, có chuyện gì sao thầy? Thầy chữ đã ngừng đọc, ông không trả lời mà đứng thẳng đi tới chỗ của ông Chừng, sắc mặt méo mó. Thầy khó khăn nói: Cây đa này có rất nhiều vong linh đang trú ngụ, với sức của tôi hiện giờ chẳng thể nào làm được lễ hóa giải. Mong rằng ông hãy tin lời tôi mà đợi thêm một thời gian nữa hãy chặt cây. Đa số người dân đều chứng kiến sự lạ mà hưởng ứng theo lời thầy nói. Tuy nhiên một số khác lại không nghĩ như vậy. Họ cho rằng đây chỉ là việc biến đổi thời tiết, mà bây giờ cũng đang là tháng 7, chuyện mưa gió thất thường là không thể tránh khỏi được. Chưa kể việc lên thời gian, kế hoạch cho công tác làm đường cũng đã đặt ra từ trước. Một mình ông Chừng không thể nào tự quyết được. Nếu bây giờ đặt lý do hoãn lại việc thi công chỉ vì cây đa này cản trở, thì e rằng bên trên và phía nhà thầu rất khó mà chấp nhận. Ông suy nghĩ một hồi rồi quay lại trấn an mọi người. Mọi người trước mắt thôi cứ giải tán đi đã. Việc hoãn lại thì cứ từ từ để tôi nói chuyện với người ta, chứ một mình tôi cũng không thể theo ý bà con mà tự quyết được. Người dân tại đó cố chim thêm vài câu nữa rồi ai cũng về nhà nấy. Khi chỉ còn lại ông Chừng và hai thầy trò thầy chữ, ông Chừng mới tiến lại gần rồi nói nhỏ: Thôi hai thầy trò trước mắt cứ thu dọn chỗ này giúp tôi đi. Việc hoãn lại thì để bây giờ tôi về, tôi bàn với người ta xem như thế nào. Thầy chữ gật nhẹ đầu và cũng không quên nói thêm: Tôi sẽ không đem an nguy của dân làng và ma quỷ ra để nói đùa đâu. Vậy nên mong ông hãy suy nghĩ thật kỹ lưỡng rồi nói với người ta cho dời ngày thi công lại một thời gian đi. Đứng trước những lời nói chân thành này của thầy, ông Trần cũng gật nhẹ đầu: Được rồi, tôi sẽ cố gắng nói với người ta. Đợi ông Trần rời đi, cậu học trò mới quay sang thầy mình mà hỏi: Thầy ơi, vậy là không thể chặt cây đa này được sao thầy? Đúng vậy. Hy vọng là ông Trần nghe theo lời ta mà xin bên thi công hoãn lại được thêm một thời gian. Vừa thấy ông Chừng về tới cửa, vợ của ông đã ngay lập tức hỏi vọng ra: Thế chuyện cúng bái hay sao rồi ông? Thầy chữ nó có chặt được hay là không? Ông Chừng lắc nhẹ đầu thở dài, đi lại cái bàn uống nước, đặt chiếc mũ cối xuống bên cạnh. Ông Chừng rót chén nước rồi cất giọng nói: Ông chữ bảo hãy khoan chặt bỏ cây đa, giờ mà chặt sợ sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra được. Là phận đàn bà, vợ ông Chừng có suy nghĩ trái ngược hoàn toàn với chồng mình. Bà được mọi người nhận xét là một người mê tín, mà tín theo đúng cái nghĩa đen của nó. Cứ hễ thấy ở đâu có chuyện tâm linh, nếu gần thì bà trực tiếp đến xem, còn nếu xa hay có việc mà không đi được thì bà cũng sẽ gặng hỏi cho bằng được. Thầy bảo như vậy rồi á, ông cứ hoãn cái việc chặt cái cây đa lại đi. Trước giờ ông không nghe người ta nói cây đa thường có nhiều ma sao? Việc công của người ta, bà cứ làm như việc nhà mình ấy, mà thích hoãn là hoãn, thích làm là làm sao. Bây giờ tôi cũng đang đau đầu về chuyện này đây. Bà con trong làng ấy, cũng có nhiều ý kiến. Người tin chuyện ma quỷ thì có ý hoãn, người không tin thì bảo cứ làm nhanh nhanh cho người ta còn có đi lại. Cái người ta đó là ông chứ còn ai vào đây nữa. Tôi nói ông có bao giờ chịu tin mấy cái chuyện tâm linh đâu. Nhưng mà lần này ông cứ nghe tôi đi. Nói với người ta hoãn lại một thời gian thì có chết ai đâu mà. Bây giờ mà chặt cái cây đó đi, tai bay vạ gió, có khi tôi và ông cũng phải gánh chịu cái họa đó.
Bà Trần đáp lại với giọng khó chịu không kém. Ông Trần im lặng không trả lời. Bản thân ông sau khi nghe những lời vợ khuyên bảo thì cũng có chút động lòng. Sau một hồi suy xét, cuối cùng ông Trần cũng đứng dậy, đội lên cái mũ cối của mình. Bà Trần thấy chồng lại sắp ra ngoài thì cất giọng ngạc nhiên hỏi: ông lại đi đâu vậy? Thì tôi thử đi nói chuyện, xem có hoãn lại được cái việc thi công hay không, chứ còn đi đâu nữa. Rồi ông cất bước quay người rời đi. Đến tầm trưa thì ông Trần mới lững thững dắt chiếc xe đạp trở về. Trên gương mặt của ông lúc bấy giờ lộ rõ vẻ khó chịu. Điều đó cho thấy việc bàn bạc không được như ý muốn. Nè, thế nào rồi? Bà Trần đặt câu hỏi ngay khi ông vừa bước vào nhà. Ông bước lại ngồi sụp xuống ghế, tay bỏ cái mũ cối xuống, rồi trả lời với giọng khó chịu: bên thi công họ không có chịu. Đó, không nói thì không sao, đi nói còn bị người ta xỉa số cho vào mặt đây nè. À, thế người ta nói gì ông? Không hoãn thì thôi, chứ còn nói gì nữa chứ? Ông Trần không đáp lại lời vợ. Thay vào đó, ông rót chén nước rồi nhấm nháp cho bớt đi cơn nóng giận đang bộc phát ở bên trong. Bà Trần nhìn thái độ của chồng thì cũng không dám hỏi gì thêm nữa. Thôi ông ngồi nghỉ ngơi đi, giờ cũng trưa rồi, để tôi xuống dưới nhà dọn mâm cơm cho mình ăn trưa thôi. Lại nói ở nhà thầy chữ. Trở về nhà sau khi buổi lễ thất bại, thầy bây giờ chẳng thể vui nổi. Ông ngồi trước tách trà ấm, nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt trầm tư lắm. Cậu học trò sau khi cất gọn đồ đạc và quay ra, thấy thầy mình như vậy thì lên tiếng: Nếu như người ta mà vẫn cố chặt hạ cây đa đó thì chuyện gì sẽ xảy ra hả thầy? Thầy chữ nhấp chén trà ấm rồi chậm rãi đáp lời: Hôm nay con cũng thấy rồi đó, chúng ta còn đang làm lễ thì tiết trời biến đổi ngay, dòng gió nổi lên. Mọi người có thể thấy đó là bình thường, nhưng với ta thì lại khác. Trong cái bầu không khí u ám đó, ta còn nghe thấy những tiếng gào thét vô cùng quỷ dị nữa. Nếu mà họ vẫn cố đốn chặt cây đa đó đi, thì ta e là sẽ có người phải bỏ mạng. Và nghiêm trọng hơn, cả dân làng có khi phải gánh lấy cái nghiệp này đó con. Thầy nói gì thật chứ? Thầy chữ không đáp lại nữa, mà chỉ khẽ gật đầu rồi thở dài thường thực. Sáng ngày hôm sau, tức là ngày 18 âm lịch, từ buổi sáng sớm, nơi đầu làng đã xuất hiện rất nhiều xe ben, xe múc, rồi cả xe lu nữa. Đoàn xe này không đâu khác mà chính là đoàn xe của nhà thầu sắp sửa làm lại con đường này. Chủ thầu là ông Lư, bây giờ mới chậm rãi từ trên chiếc xe ô tô con bước xuống. Ông ta đứng nhìn gốc cây đa to, rồi chẹp miệng nói: Gốc đa này chẳng ngang tại đây thì cũng vướng víu thật. Rồi ông quay lại nhìn những người thợ phía sau, ra hiệu cho mọi người xuống xe nghỉ ngơi. Còn mình lấy điện thoại ra như gọi cho ai đó. Qua 10 phút, từ xa xa xuất hiện bóng dáng của ông Trần đang đạp xe đạp tới. Xe dừng lại trước đoàn người. Ông Trần bước tới chỗ ông Lư, cho nói: Mọi người tới rồi đó hả? Ông Lư gật đầu, chỉ tay về phía gốc cây đa to kia, sau đó chậm rãi nói: Cái gốc đa mà ông nói là đây đó sao? Ông Trần nhẹ nhàng gật đầu, rồi chẹp miệng đáp: Đúng rồi. Ý là chúng tôi muốn các ông dời ngày thi công lại một thời gian. Chứ gốc đa chắn ngang như thế này thì các ông cũng khó mà làm việc được. Cái gốc này thì nhầm nhò gì? Trước đây chúng tôi còn gặp nhiều gốc cây to hơn nhiều. Nếu mà các ông sợ thì cứ để đó, tôi cho máy múc, máy lưu người ta làm một nhoáng là xong thôi. Chưa đợi ông Trần nói lại, ông Lư đã vỗ vai rồi tiếp tục:
ông cứ yên tâm đi. Để đây cho tôi. Bây giờ tôi gọi thằng cưa máy cưa đi mấy nhánh cây to, sau đó cho máy múc nó đẩy qua một cái là đổ ngã thôi. Giọng ông Lư nói chắc chắn với sự tự tin như vậy thì ông Trần cũng đành gật đầu. À, nếu ông đã nói như vậy, tôi cũng đành nhờ cả vào bên ông. Rồi rồi, ông cứ yên tâm đi, chỉ nửa ngày là xong ngay. Dứt lời, ông Lư xin phép ra ngoài gọi điện cho ai đó. Qua 5 phút nói chuyện thì ông mới trở lại. Tôi vừa gọi cho mấy thằng cưa cây đó, chắc chút nữa chúng nó tới đây thôi. Bây giờ hắn còn sớm, tôi với ông ra quán làm chén rượu chứ hả? Ông Lư vỗ vai ông Trần. Ông Trần trước đó cũng đã dùng bữa sáng tại nhà mình rồi. Hơn nữa thân làm trưởng thôn, ông cũng muốn ở lại đây để còn quan sát được mọi chuyện. Ông Trần từ chối. Tôi cũng vừa mới ăn ở nhà rồi. Có gì chúng ta cứ đây đợi họ đến rồi làm việc luôn một thể đi. 15 phút trôi qua. Từ phía xa, họ đã nghe thấy tiếng ồn ào của mấy chiếc xe máy đang chạy tới. Ông Lư quay ngoắt sang nhìn ông Trần, rồi vừa chỉ trỏ đoàn người kia, vừa lên tiếng. Chắc mấy thằng cưa cây nó tới đâu mà. Ông Trần nheo mắt quan sát, thì đúng như lời ông Lư nói. Đội người có khoảng 4-5 người, trên xe ai cũng mang theo cưa máy, cưa tài có đủ hết cả. Chào các bác nha. Người đi đầu đội xe máy dừng xịt trước đám người. Ông ta bước xuống xe rồi cất giọng chào hỏi. Ông Lư đứng dậy gật đầu, chỉ tay về phía cây đa. Nè, các chú xem như thế nào mà cưa vợ mấy cái nhánh cây đa này giúp anh nghe. Thế bác đã làm lễ liệt gì chưa? Người đàn ông nọ tỏ ra hơi lưỡng lự, rồi quay sang hỏi ông Lư. Có bộ như ông ấy cũng là người khá tính về những chuyện tâm linh. Ông Lư biết ý cho nên nói luôn. Mà với quỷ cái gì, các chú cứ cưa đi thôi, chứ anh có bắt các chú phá cái cây này đâu. Còn lễ bái thì hôm qua ông Trần đây cũng làm xong rồi. Vừa nói, ông vừa đưa mắt nhìn về phía ông Trần. Hôm qua cũng có ông thầy trong làng chúng tôi làm cái lễ nhỏ rồi. Nghe tới đây, sắc mặt người đàn ông kia mới giãn ra được đôi chút. Ông ta lập tức quay lại, bảo với mấy người đi cùng với mình chuẩn bị làm việc thôi. Mấy người kia gật đầu, mang theo đồ nghề tiến thẳng về phía gốc cây đa. Chỉ trong chốc lát sau, tiếng cưa máy vang lên giòn giã. Từng cành cây to cũng từ từ được cưa đứt, rồi rơi ụt xuống mặt đất. Mọi thứ lúc này diễn ra đều hoàn toàn bình thường. Mấy người cưa cây dường như chẳng gặp bất cứ trở ngại nào. Thọ, ông cứ tin vô mấy cái chuyện dư dài dư dẫn đó. Chặt đó, cưa đó, rồi có làm sao đâu. Trong khi ông Trần vẫn còn đang chăm chú quan sát, thì bất giác ông Lư quay sang, vỗ nhẹ vai mà nói. Thì trước giờ tôi có tin mấy cái chuyện ma quỷ đó đâu. Nhưng mà do người ta nói quá, tôi cũng phải cố đăng đò một chút chứ. Trải qua hơn một giờ đồng hồ, cây đa mới đây còn tùm những tán cây kẻ lá, thì nay đã trơ trọi mỗi phần thân của gốc cây thôi. Trưởng đội chặt cây lúc này trở lại chỗ ông Lư. Gương mặt của ông ấy lúc bấy giờ lấm tấm mồ hôi. Xong rồi đó bác Lư. Ông Lư nhìn cây đa còn trơ trọi thì hài lòng lắm. Ánh mắt trở lại với người đàn ông. Ông gật đầu nói. Tốt lắm. Giờ để tôi cho người đào cái gốc nó lên. Có cái rễ nào to đó thì chú cưa giúp tôi luôn nè. Vậy để em cho mọi người về trước. Việc còn lại mình em làm là được rồi. Đội người kia rời đi. Ông Lư mới đi lại chỗ đội người của mình. Ánh mắt ông bây giờ nhìn vào một cậu thanh niên. Thành à, mày lái cái máy xúc rồi đào đất xung quanh lên, xem có đẩy được đổ luôn thì đẩy đi. Anh thanh niên tên Thành là người đảm nhiệm chiếc máy múc trong đội của ông Lư. Tính đến nay cũng theo ông Lư được tầm 5 năm. Về gia cảnh thì anh Thành cũng thuộc dạng khó khăn lắm. Bố mẹ mất sớm, một thân một mình phải tự lập mọi thứ. Trước đây cũng vì thương cái tình cảnh của anh, ông Lư mới nhận anh theo dạy việc, và cũng như làm công luôn cho mình.
Theo ông Lư nhiều năm, việc múc đất đẩy cây anh Thành cũng làm rất nhiều rồi. Nên ngay khi ông Lư ra lệnh, anh chẳng ngần ngại gật đầu, rồi chạy luôn về phía cái máy múc đang đổ ở gần đó. À, khoan đã. Vừa đưa gậu múc lên thì bất giác Thành dừng lại. Trước tầm mắt của anh bây giờ là hai thầy trò thầy Chữ đi tới. Miệng cả hai thầy trò không ngừng hét lớn kêu Thành dừng lại. Ông Chừng đi tới cất giọng hỏi: ông làm cái gì mà lại chạy ra đây vậy? Thầy Chữ có vẻ hớt hải. Ông vừa thở vừa nói: ông phải nghe tôi, không được đánh đổ cây đa này ngay được. Như vậy thì sẽ có họa đó. Đây là ai đây ông Chừng? Ông Chừng chưa kịp trả lời thì ông Lư đi tới. Ông nhìn qua thầy Chữ, đánh mắt sang hội ông Chừng. Đây là thầy Chữ của làng tôi. Ông ấy làm nghề cúng bái cội bối. Hôm qua cũng là ông ấy làm lễ tại đây đó. Ông Lư vốn không tin ma quỷ, nên nghe mấy ông thầy bối thầy cúng này, ông cũng chẳng bao giờ để trong mắt của mình. Ông Lư không nói thêm lời nào, mà quay đầu nói lớn với Thành: cứ đào đi, nhanh cho xe còn vào nữa. Thành gật đầu, rồi tiếp tục đưa gậu tới gốc cây đa lớn kia. Thầy Chữ lúc này cũng bỏ mặc lại ông Chừng, mà quay sang chỗ ông Lư. Ông dừng lại đi, ông mà đẩy đổ cây đa này thì ắt sẽ có chuyện lớn đó. Thầy Chữ nài nỉ với khuôn mặt méo mó. Ông Lư chẹp miệng, nhêu mày nói: hợp đồng tiến độ thi công thì đã có, cứ thế mà làm thôi. Bây giờ mà có làm sao, mấy ông thầy cúng các ông có chịu trách nhiệm được hay không? Mày cứ đào đi cho tao. Thành không dám chậm trễ, anh điều khiển cái gậu xúc thẳng xuống gốc cây đa. Ngay thời khắc miệng gậu chạm xuống mặt đất, không khí ngay lập tức có sự thay đổi. Bầu trời thay đổi rõ rệt, chẳng khác nào ngày hôm qua, thậm chí còn có phần ghê gớm hơn. Trời u ám, tối đen, những cơn gió cũng bắt đầu nổi lên, cuốn theo bụi đất, tạo thành những cái lốc xoáy nhỏ. Từ trong những lùm cây phía xa, một đàn nhạn đen chẳng rõ ở đó từ bao giờ cũng vỗ cánh bầm bập bay đi. Dừng lại ngay đi mà. Thầy Chữ cố gắng lên giọng can ngăn hành động của Thành, nhưng Thành nào đâu có để ý tới. Gào mốt cắm sâu xuống lòng đất thì một tia sét lóe lên, kéo theo đó là một tiếng sấm vang lên inh ỏi cả một khoảng trời. Tia sét ngang qua, bỏ lại đó là tiếng của những hạt mưa rơi lợp bợp. Tưởng chừng như những sự kỳ lạ diễn ra sẽ khiến cho ông Lư có phần hoảng loạn, mà cho người của mình dừng tay. Nhưng không, ông vẫn quát lớn: nè, nhanh cái tay lên thằng này, mày định cho mọi người ướt hết ở đây hay sao? Thành từ nãy tới giờ vẫn đang ngơ ngác, không hiểu điều gì đang xảy ra. Thì giọng của ông Lư làm cho anh chợt bừng tỉnh, vội vã đưa tay lên xua xua: Dạ, chú làm liền. Không dám chậm trễ nữa, Thành điều khiển cho gậu máy không ngừng nâng lên hạ xuống, cuối cùng để lộ ra phần gốc cây trơ trọi. Ông Lư nhìn phần gốc cây không quá chằng chịt, rồi nhìn Thành hất hàm: mày thử đào sâu thêm chút nữa xem, rồi đẩy xem có đổ được hay không. Thành múc thêm vài gậu nữa, rồi bắt đầu thử đẩy. Thầy Chữ lúc này chỉ biết trơ mắt đứng nhìn, thỉnh thoảng lại lắc đầu, rồi lẩm bẩm với vẻ bất lực: họa, chắc chắn là có họa tới rồi. Một tiếng sấm vang trời vang lên. Cây đa mới đây còn đứng sừng sững trước đầu làng, nó như một người gác cổng, thì nay đã bị đẩy đổ và đang nằm gọn dưới nền đất. Như thế này được rồi, mày xem có vận gốc đa ra được một tí, rồi lấp đất lại cho xe cùng đi vào. Ông Lư vẫn liên tục chỉ đạo. Thành gật đầu, tiếp tục điều khiển chiếc máy múc của mình. Do cây đa này cũng không nhỏ, nên việc vận thân cây đi một chỗ khác là điều gần như bất khả thi. Phải mất một hồi điều khiển, đẩy bên này xúc bên nọ, Thành mới có thể vận cây đa ra xa được một chút. Thế khoảng trước mắt có lẽ cũng đã đủ để cho các xe di chuyển vào. Thành ngay lập tức đưa gậu múc lại chỗ đất vừa mới múc lên để bù vào đó.
anh còn ấn mạnh mấy cái cho nền đất thật chắc thì mới dừng lại. Được rồi đó bác Lư. Trời vừa hay lúc này cũng lắm tắm những hạt mưa rơi xuống. Ông Lư nhìn thoáng qua một cái rồi nói với mọi người: Thôi trời cũng mưa rồi, ở trong thôn có cái sân bãi, mọi người cho xe vào đó trú tạm trong đó thôi. Ông Chừng bây giờ mới lên tiếng: Thôi cứ để tạm máy móc đó ở nhà tôi đi, mưa gió như thế này ngồi ngoài đó làm gì cho lạnh lẽo khổ sở ra. Ông Lư nghe cũng hợp ý, vậy là ông thúc giục mọi người nhanh chóng ra về. Đoàn người kia rời đi, bỏ lại thầy chữ cùng với cậu học trò của mình. Mưa rồi, chúng ta về nhà thôi thầy. Thầy chữ vẫn nhìn bộ gốc cây, ánh mắt trở nên u buồn thấy rõ. Có lẽ ông đang tự trách bản thân mình, trách là đã không thể ngăn cản được bọn họ đánh bật cái gốc đa trăm tuổi này đi. Chúng ta về thôi. Thầy gật nhẹ đầu, sau đó quay người bước đi, bỏ lại phía sau là cây đa còn đang nằm ngổn ngang dạt về một gốc. Và từ những cành cây, gốc cây bị gãy, thứ mà nó chảy ra không còn là nhựa cây nữa, thay vào đó là một chất gì đó có màu đỏ đậm, y như màu của máu. Thứ nước đỏ ấy chảy ra mỗi lúc một nhiều, sau đó hòa tan theo những giọt mưa, dần dần thấm hết xuống bên dưới nền đất. Sáng ngày hôm sau, chẳng rõ vì nguyên nhân gì mà chỗ gốc đa bây giờ lại tụ tập nhiều người dân tới như vậy. Ông Chừng thắc mắc, sau đó đạp xe ngày một nhanh hơn đi về phía đám đông đang tụ tập. Chen ngang vào đám người, ông bước được vào bên trong thì khá là bất ngờ. Cây đa mới được chặt đổ ngày hôm qua thôi mà nay đã chết khô khốc, cảm tưởng như nó đã chết từ cách đây rất nhiều ngày tháng. Và dĩ nhiên, sự tình này cũng không khỏi khiến cho người dân ở đây cảm thấy bàng hoàng. Những câu chuyện về ma quỷ ngay lập tức được bọn họ đem ra rêu rao bàn tán. Ông Chừng vừa quan sát vừa nghe những lời nói của mọi người thì có phần sốt sắng, còn chưa biết phải làm sao để trấn an người dân thì bất chợt ông cảm nhận có ai đó từ phía sau vỗ nhẹ lên vai mình. Ngay lập tức quay ngoắt lại, không ai khác chính là hai thầy trò thầy chữ. Thầy chữ còn chưa kịp lên tiếng, ông Chừng đã hỏi ngay với cái giọng đầy lo lắng: Chuyện này là sao? Cây đa sao bây giờ khô quắc như thế này rồi? Tôi đã báo từ trước, bây giờ chuyện mỗi lúc một khó khăn hơn rồi. Ông Chừng nghe vậy cũng chẳng biết nói thêm gì, sắc mặt ông rơi vào trầm tư. Trải qua một lúc, ông mới quay sang đám đông đang có mặt tại đó mà nổi lớn: Thôi, đội thi công người ta sắp sửa tới nơi rồi, trước mắt bà con cứ về nhà đi đã. Ai có gì muốn nói thì cứ gặp tôi sau. Bây giờ chúng ta tụ tập ở đây như thế này ảnh hưởng tới việc thi công của người ta mất. Đám người bảo nhau bắt đầu tản ra về. Họ rời đi hết thì thầy chữ mới lẳng lặng tiến lên phía trước. Thầy khom người chạm nhẹ vào thân cây khô cằn, sau đó đưa tay chạm nhẹ xuống nền đất. Bản thân thầy lúc này giống như đang cảm nhận một điều gì đó. Qua một lúc im lặng, thầy mới đứng dậy đi lại chỗ ông Chừng, nhìn trực diện vào ông ấy. Thầy thở dài một hơi nói: E rằng sắp có người gặp nạn rồi đó. Nhưng mà cả ngày hôm qua đó đâu có chuyện gì xảy ra đâu chứ. Chào ông Chừng nha, hai ông làm cái gì mà đứng đây sớm vậy? Một giọng nói vang lên. Ông Chừng với thầy chữ quay qua thì thấy ông Lư đã xuất hiện. Ông Chừng đi ngay lại chỗ ông Lư rồi nói với ông bằng cái giọng lo lắng: Đây nè ông xem, cây đa mới có một hôm thôi mà bây giờ đã khô quắt queo rồi đây nè, chưa kể hôm qua còn mưa gió cả ngày trời nữa. Ông Lư không đáp lại mà đi luôn tới nhìn cây đa đang nằm vật dưới nền đất. Cho dù như thế nào thì ông cũng không thể giải thích được việc cây đa này khô cằn đi nhanh tới như vậy. Nhưng mà dù gì chuyện cũng đã xảy ra, ông lập tức gạt đi, không quan tâm tới nữa. Thì cái chuyện này ai mà biết được chứ. Nhưng rồi tới bây giờ đó,
ông đã thấy có ai xảy ra chuyện gì chưa? Nghe ông ta nói như thế, mọi người chỉ biết im lặng. Vì quả thực tới bây giờ vẫn chưa có ai xảy ra gì nguy hiểm cả. Thôi, mấy người bớt lo mấy cái chuyện dớ dẫn đi. Đường xá làm nhanh đi lại cho sướng thì không muốn. Toàn nghĩ những cái không đâu. Tôi là tôi chán các ông lắm. Đoàn thợ của ông Lư lúc này cũng từng người xuất hiện. Họ thấy mấy người đang đứng đó trò chuyện thì cũng chào hỏi vài câu, rồi nổ máy đi vào sân bãi trong lặng. Vì dù sao máy móc thiết bị của họ cũng gửi ở đó cả mà. Bốn người đứng thêm một lúc nữa thì ông Lư cũng kêu mọi người trở về nhà. Còn ông cần phải ra để còn chỉ đạo công việc của ngày hôm nay. Tới sân kho của làng, ông Lư xuất hiện, thấy mọi người đang chuẩn bị công việc thì tỏ ra hài lòng lắm. Nhưng để ý thì ông thấy có thiếu thiếu cái gì đó. Đảo mắt một lúc, ông nhận ra là Thành, người lái máy xúc duy nhất trong nhóm hiện giờ vẫn chưa có mặt. Thằng Thành đâu? Nó vẫn chưa tới sao? Tôi cũng không biết nữa. Sáng nay đi ngang qua thấy nhà nó đóng kín cửa, có khi là nó ngủ quên rồi. Ở cái thời điểm này, không phải ai cũng có điện thoại di động để mà liên lạc mỗi khi cần. Hơn nữa Thành cũng chẳng phải người giàu có gì. Muốn liên lạc được với anh thì chỉ có cách duy nhất là tới tận nhà tìm mà thôi. Ông Lư suy nghĩ một hồi, rồi đi lại chỗ cậu thanh niên trạc tuổi với Thành. Cậu ấy tên là Trung. Gia cảnh anh ta có phần may mắn hơn Thành, vì ít ra vẫn còn bố mẹ chung sống. Ông Lư nhìn Trung nói: Nè, mày thử chạy xe về xem thằng Thành nó có làm gì hay không, mà sao vẫn chưa tới chứ? Trung gật đầu, cho quay người đi lại chỗ chiếc xe rim đã cũ và bám đầy bùn đất. Ngồi lên xe, Trung đổ máy phóng bụt đi, bỏ lại phía sau là làn khối đen ngòm từ ống xả. Thành! Thành ơi! Mày có trong nhà đó không? Tới trước nhà của Thành, Trung tắt chìa khóa xe rồi bước xuống. Anh đứng sát nơi cánh cổng mà cất giọng gọi lớn. Vừa gọi, vừa dùng tay vỗ mạnh lên đó, tạo ra những âm thanh lạch cạch nghe rất vang tai. Từ bên trong nhà, một con chó màu đen tuyền chạy lại nhìn Trung, rồi sủa lên vài tiếng. Sau đó thì im bặt mà vẫy đuôi như đang đón khách. Kể ra thì con chó này do Thành nuôi cũng được gần 2 năm rồi. Nhà thì cũng chỉ có một người một chó, nên Thành coi nó giống như một người bạn thân thiết của mình. Mỗi lần tới đây, Trung đều thấy cả hai đang vui đùa. Duy lần này chỉ có mỗi con chó xuất hiện thì anh cũng có phần lo lắng. Con chó khẽ quay người, ngồi dúm vào cánh cửa sắt. Thi thoảng nó lại quay đầu nhìn Trung một cái. Trong ánh mắt của nó, Trung dường như nhận thấy có một sự gì đó giống như là cầu cứu. Nghĩ hay là Thành có chuyện gì rồi, Trung ngay lập tức bật cổng nhảy vào bên trong. Anh chạy ngay vào cánh cửa, đưa tay lên đập. Thành à, mày có trong đó không? Gọi cửa mấy lần, nhưng đáp lại vẫn là một sự lặng im. Trung đạp mạnh một cái thì cánh cửa mở toang ra. Tiếp sau đó, ghé đầu vào bên trong mà gọi. Thành ơi! Thành! Trung đặt bước chân đầu tiên vào bên trong nhà. Thứ đầu tiên anh cảm nhận được bây giờ là một không gian u ám, lạnh lẽo của ngôi nhà. Con chó cũng không theo Trung nữa. Thay vào đó, nó chỉ đứng ngoài cửa, nhìn vào bên trong mà gầm gừ. Ngó nghiêng thì Trung thấy Thành đang ngồi sừng sững trên chiếc giường phía bên gian nhà. Ánh mắt Thành đăm đăm nhìn về phía cậu. Thấy Thành không nói gì, Trung thả lỏng sự cảnh giác, tiến lại gần. Vừa đi anh vừa nói: Mẹ nói cái thằng này, ở trong nhà mà tao gọi in nổi ngoài kia cũng ra nữa. Thành vẫn lặng im, không hề lên tiếng trả lời. Ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía Trung. Trong ánh mắt này, cảm tưởng như có sự thù hằn, như muốn ăn tươi nuốt sống Trung vậy. Trung tiến lại gần hơn chút nữa thì khựng người đứng lại. Ánh mắt trợn tròn lên, tư thế cũng đề phòng hơn. Bởi trong mắt Trung hiện giờ là một con gà đã bị cấu xé ra thành nhiều phần. Hơn nữa đi tới đây, Trung cũng phát hiện ra miệng của Thành
đang dính nhớp nháp nhiều vệt máu tươi. Thành, mày sao vậy? Thành không trả lời, mà ngay lập tức đứng dậy, rồi lao nhanh tới vồ lấy Trung. Cũng may đã có đề phòng sẵn, Trung tức thì tránh né được ngay. Mày điên hả Thành? Trung hoảng loạn mà nói lớn. Nhưng Thành bây giờ đã như một kẻ đánh mất tâm trí. Sau khi bổ nhào xuống mặt đất, Thành ngay lập tức đứng bật lên, rồi lại vồ tới. Lần này thì Thành đã thành công tóm lấy được cổ áo của Trung. Anh ta dùng sức rồi ấn mạnh Trung xuống nền đất. Trong ánh mắt của Thành bây giờ chỉ có sự căm thù mà thôi. Mày điên rồi sao Thành? Tỉnh lại đi! Trung lấy hai tay của mình chống cự, cố đẩy Thành ra, miệng không ngừng nói lớn. Thành vẫn ngày một ấn mạnh Trung xuống nền đất. Anh nhe hàm răng dính đầy máu tươi của mình ra, rồi lầm lầm về phía cái gân xanh trên cổ của Trung. Có lẽ nào Trung đang không biết phản kháng ra làm sao, thì con chó mực đứng lầm lì ngoài cửa cũng lao vào. Nó ngoạm lấy một chân của Thành rồi kéo thật mạnh. Nhân cơ hội này, Trung dùng hết sức bình sinh của mình hất mạnh tay Thành ra. Sau đó còn bồi thêm một đạp, khiến cho Thành nằm vật luôn xuống mặt đất. Ý thức của Trung mách bảo rằng mình không nên ở lại đây thêm nữa. Vậy là Trung lập tức bật dậy, lao thẳng ra phía ngoài cửa, sau đó lập tức đóng cửa lại. Bỏ lại phía sau vẫn còn tiếng xô xát và tiếng âm thanh của con chó mực ngày càng thôi thấp. Phải về báo cho ông Lưu thôi. Nghĩ là làm ngay, Trung hít thở một hơi cho lại sức, sau đó lập tức bật cổng, nhảy thẳng lên xe, rồi nổ máy trời đi. Phi xe máy một cách vội vã quay trở về, Trung dừng xe xịt một cái ở nơi sân kho, rồi chạy vào chỗ mấy người đang ngồi và báo cáo. Bác Lư ơi, thằng Thành nó... Cái thằng này, mày làm gì mà hoảng loạn vậy? Ông Lư trừng mắt nhìn Trung rồi hỏi lại. Trung vẫn giữ nét mặt và kể lại toàn bộ những gì diễn ra tại nhà của Thành. Thằng Thành nó như con quỷ đó bác ơi. Ông Lư đang khó chịu vì công việc ở đây không thể tiến hành ngay, nên lại thấy Trung thần hồn nát thần tính như thế này, lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Ông gằn giọng hỏi lại. Thì mọi điều mày nói là thật chứ? Cháu thề, cháu mà nói điều á, ngày mai cháu chết ngay. Ông Lư trầm mặt suy nghĩ một lúc, sau đó đứng dậy nói. Đi, chúng ta thử tới đó xem nó như thế nào. Mày mà nói sai tao đập chết mày. Cháu có nói sai thì cháu xin chịu. Mọi người đi mau đi, chứ cháu lo cho thằng Thành quá. Thôi được rồi, đi thôi mọi người. Vài người thợ cũng lên tiếng thúc giục. Không ai bảo ai nữa, họ chia nhau ngồi lên xe, chạy thẳng tới nhà của Thành. Ông Trần lúc này cũng có mặt tại đây. Vì đang tò mò nên ông cũng đi luôn theo xe của ông Lư. Tới cổng nhà Thành, xung quanh ngôi nhà giờ đây vẫn là một sự yên ắng đến tột cùng. Mặc dù đông người kéo đến, nhưng bên trong nhà vẫn không có phản hồi gì. Có khi là nó cũng không còn nữa rồi. Ông Lư nhìn Trung nói. Cổng nó khóa như thế này thì vừa nãy mày vào kiểu gì? Dạ là cháu trèo vào. Ông Lư lắc đầu, nhìn hai người thợ khác rồi nói. Hai chú xem giúp tôi phá cái khóa cổng này ra được không? Hai người thợ tiến tới, họ nhìn nhau một cái rồi gật đầu. Một trong hai người tiến tới chỗ chiếc xe máy, lấy ra một cái mỏ lết đã hoen gỉ, sau đó đi lại chỗ ổ khóa. Lây hoay chừng 2 phút, ổ khóa cũng bung ra, lăn lông lốc dưới đất. Cánh cổng được mở tung ra, 4-5 người đàn ông cứ vậy mà hiên ngang bước vào bên trong. Đi tới cánh cửa nhà, ông Lư thấy khép hờ cho nên đưa tay đẩy mạnh. Bên trong toát ra một mùi hôi thối khó chịu. Thứ mùi nồng nặc này khiến cho ai cũng phải nhăn mặt nhăn mày, đưa tay lên bịt mũi
che miệng của mình lại. Thành, Thành ơi! Ông ngó đầu vào rồi cất tiếng gọi, nhưng cũng giống như Trung lúc ban nãy tới đây, đáp lại ông Lư chỉ là một bầu không khí cô quạnh tới gai người. Thằng Thành chắc nó ngồi bên trong thôi đó bác. Trung đứng ở phía sau mới nhỏ giọng lên tiếng. Ông Lư không nói gì, đặt bước chân vào bên trong. Những người theo sau cũng theo bước ông Lư đi vào. Khi vào tới nơi, cả đám gần như chết lặng bởi cảnh tượng trước mắt của mình. Thành bây giờ đang ngồi xổm dưới nền nhà mà cấu xé phần xác thịt của con chó mực. Một bên tai của anh còn đang cầm bộ nội tạng nhem nhuốc máu tươi mà nhai ngấu nghiến. Phát hiện ra đám người, Thành chỉ dừng lại, ngước đôi mắt trợn trừng của mình lên nhìn về phía họ. Thành, mày làm cái gì vậy? Mau ngăn nó lại. Ông Lư chỉ tay ra lệnh. Ngay lập tức hai người trong nhóm tiến lại, kéo Thành ra khỏi xác con chó. Nhưng sức lực của Thành lúc này vẫn rất mạnh mẽ. Anh đâu ngồi yên chịu trói, thay vào đó là không ngừng quơ tay múa chân, ra sức đáp trả. Thấy hai người có vẻ chưa áp đảo được Thành, Trung mới hừng hực tiến tới mà phụ giúp. Qua 10 phút chẳng co, cuối cùng thì cũng trói Thành lại được bằng một sợi dây thừng. Để Thành ngồi ở một góc nhà, ông Lư thắc mắc. Chuyện này là sao? Tại sao thằng Thành nó lại thành ra như thế này? Còn sắc mặt ông Chừng giờ này đã chụm hẳn xuống. Ông nhìn ông Lư nói nhỏ. Hay là thằng Thành nó bị ma nhập? Cứ ngỡ rằng ông Lư sẽ tức giận mà phản pháo, nhưng không phải. Gương mặt ông ta cũng lặng hẳn xuống đi. Chứng kiến cảnh tượng như thế này thì ông cũng phải có vài phần suy nghĩ. Và đặc biệt hơn, chính Thành là người đã đẩy đổ gốc cây đa kia. Hay là có khi lại như thế thật đó? Ông Lư nhìn mọi người rồi nói. Câu nói như dò hỏi ý kiến. Một người thợ nhìn ông Lư rồi lên tiếng. Sao em tưởng bác trước giờ có bao giờ tin vô mấy cái chuyện ma quỷ này đâu? Đành rằng là như thế. Nhưng mà ai có thể giải thích được cái chuyện một thằng thanh niên đang bình thường mà chỉ sau một đêm trở nên điên dại như thế này chứ? Hay là bây giờ chúng ta cứ tạm đưa nó ra trạm y tế của xã đi, chứ cứ để nó ngồi đây gầm gừ như thế này cũng tội nó. Thấy ý kiến của người đó hợp lý, mọi người gật đầu đứng lên đi lại chỗ của Thành. Chung với một người nữa xốc Thành đứng lên. Mặc dù bị trói, nhưng Thành vẫn không ngừng dùng lực ra sức chống cự. Yên đi nào cái thằng này. Ông chú đỡ Thành lên tiếng. Hai người sau đó dìu anh tra đến bên ngoài cửa. Vừa đặt chân tới nơi, Thành bất ngờ gồng lên, hét lớn như đau đớn lắm. Anh không ngừng cựa quậy mà thụt lùi lại phía sau. Cái thằng này nó sợ ánh sáng, mau đưa nó vào lại trong nhà đi. Ông Chừng nhận ra điều đó, ngay lập tức nhìn hai người đang dắt Thành mà nói. Chung với ông chú kia cũng tức thì nhận ra mà kéo Thành trở vào trong ngay. Để cậu ta ngồi lại chỗ cũ, Chung nhìn ông Lư. Bây giờ phải làm sao đây bác Lư? Ông Lư lẳng lặng đi tới chỗ của ông Chừng. Nè, hay là ông chịu khó về đón ông thầy kia sang đây giúp tôi đi. Thôi được rồi, mọi người ở đây đợi tôi một lát. Ông Trần cầm lấy chìa khóa xe máy của một người rồi rời đi ngay. Ông Lư bây giờ mới quay qua nói. Thôi mọi người ra ngoài ngồi đi, ở trong này không khí ngột ngạt quá. Thế còn thằng Thành thì sao bác? Đã trấu nó chặt như thế kia đó thì còn sợ cái gì, cứ để nó ngồi đó. Mấy người cùng nhau đi ra bên ngoài sân. Ra tới nơi, không khí chỉ qua một cánh cửa thôi nhưng lại khác biệt rõ rệt, trong lành hơn gấp vạn lần bên trong ngôi nhà. Ông Trần lúc này đã về tới nhà của thầy chữ. Ông không ngần ngại mà thẳng xe vào, dựng ở khoảng sân rộng rãi, sau đó đi thẳng ngay vào bên trong. Sự hiện diện của ông cùng với khuôn mặt lo lắng cũng đủ khiến cho thầy chữ đang ngồi nhâm nhi chén nước trà nhận ra được ắt là đã có chuyện chẳng lành. Thầy hỏi ngay.
ông tới đây là có chuyện rồi sao? Ông Trần ngồi xuống ghế, trầm giọng kể lại những gì diễn ra tại nhà Thành. Cuối lời, ông còn nói với giọng khẩn khoản: bây giờ chúng tôi không biết phải làm sao hết, mong là ông qua đó để xem giúp tôi một chuyến đi. Đành rằng lúc đầu ông Trần cùng với ông Lư từng chẳng xem lời nói của thầy vào tai, nhưng bây giờ thấy chuyện xảy ra như thế này, thầy Chữ cũng chẳng thể ngồi yên được. Hơn nữa ông cũng không phải là người để bụng mấy cái chuyện nhỏ nhặt. Thầy nói: được rồi, ông đợi tôi một lát, để tôi bảo học trò chuẩn bị cho cùng ông sang bên đó. Qua chừng 10 phút thì người đệ tử cũng xong xuôi. Trên tay cậu ta là một chiếc ba lô. Thầy Chữ đứng nhận lấy cái ba lô rồi dặn đệ tử của mình: con coi nhà đi, một mình ta đi cùng với ông Trần là được rồi. Rồi quay sang ông Trần: chúng ta mau đi thôi. Cả hai đi một mạch tới nhà của Thành. Tới nơi, thấy mọi người đang ngồi nói chuyện bên ngoài, ông Trần mới lên tiếng hỏi: ủa, trời nắng chang chang như vậy, sao mấy người không vào trong nhà mà lại ngồi ngoài làm gì chứ? Trong đó hồi thối bỏ bố ra, ai mà ngồi được. Cậu thanh niên kia vẫn còn ở trong đó hả? Đúng rồi, chúng tôi trói chặt nó trong góc nhà đó thầy. Thầy Chữ không nói thêm gì nữa, liền bước vào bên trong nhà. Những người còn lại cũng im lặng đi theo phía sau. Cũng giống như những người kia, ngay khi đặt chân vào ngôi nhà, thứ đầu tiên thầy cảm nhận được là một mùi hôi thối lan tỏa trong không khí. Thầy quan sát kỹ hơn một chút thì thấy dưới nền nhà còn có xác của một con chó và một con gà bị xé nát ra. Và Thành đang ngồi co ro tại góc tường. Trầm mặc một lúc, thầy Chữ ngồi xuống ghế. Ông mở cái ba lô mang theo, lấy ra một lọ nước màu trắng, chỉ to bằng lọ nước nhỏ mắt một chút thôi. Cậu giúp ta một chút có được không? Thầy ngó nghiêng mấy người rồi dừng lại ở phía trung mà đặt câu hỏi. Dạ, thầy cứ nói. Cậu cầm lọ nước này, nhỏ vào xác con chó và con gà kia, sau đó thì giúp tôi dọn dẹp chúng đi. Chúng nhìn mấy cái xác có phần kinh tởm, nhưng cũng không muốn làm trái ý thầy. Anh đành gật đầu và làm theo. Mở nắp lọ, chúng bịt mũi quay mặt đi, rồi từ từ đưa tay nhỏ thứ nước đó xuống. Kỳ lạ thầy, thứ nước vừa chạm xuống, ngay lập tức hai phần xác thối kia bốc lên làn khối trắng mù mịt. Làn khối ấy dần tan ra thì dưới nền nhà cũng chỉ còn lại một đống tro tàn đen ngòm. Những người chứng kiến không khỏi giật mình bởi cái phản ứng diệu kỳ đó. Một người trong số đó ngay lập tức quay sang nhìn thầy Chữ mà hỏi ngay: cái đó là cái gì mà lại có thể khiến cho một cái xác động vật bốc hơi nhanh tới vậy thầy? Một chút hợp chất do tôi tinh luyện thôi, không có gì đáng để phải ngạc nhiên tới vậy đâu. Đưa mắt nhìn Thành đang ở một góc, trong thoáng chốc gương mặt thầy Chữ thay đổi đi. Ông đảo mắt nhìn ông Lư rồi nói với giọng gấp gáp: nếu như cậu thanh niên này đã bị như vậy, vậy còn mấy người cưa cây đa ngày hôm qua nữa, ông mau gọi cho họ để hỏi tình hình đi. Nếu như cả họ cũng đều giống như cậu thanh niên này thì mọi chuyện rất là nghiêm trọng đó. Ông Lư lúc bấy giờ mới giật mình nhớ tới đám thợ cưa. Ông ngay lập tức rút điện thoại ra, tìm tới số mà bấm gọi. Qua vài hồi chuông, đầu dây bên kia cũng có người bắt máy. Alo, bác có chuyện gì mà gọi em sớm vậy? Chú Quân hả? Chú Quân phải không? Dạ, em Quân nè. Sao nghe giọng bác có gì mà khác vậy? Ông Lư ngước mắt nhìn mấy người, sau đó lại tập trung vào cuộc trò chuyện. Chú vẫn khỏe mạnh chứ? Không có chuyện gì xảy ra chứ hả? Còn cả đội thợ của chú nữa, có ai bị cái gì hay không? Mấy người bọn em đang ở cùng nhau đây, mọi người vẫn khỏe mạnh bác ạ. Nhưng sao bác hỏi vậy? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra hay sao? Không có gì đâu. Các chú không sao là tôi an tâm rồi.
Thôi tôi tắt máy đi. Chưa đợi bên kia đáp lại, ông Lư tắt luôn điện thoại cho nhìn thầy Chữ mà nói tiếp. Ở tất cả bọn họ đều không sao thầy. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì chỉ có mỗi mình Thành là dính cái họa này thôi. Có chăng cũng do chính anh là người đẩy đổ cây đa đó. Ai, thật may mắn là mọi người đều bình an. Thầy Chữ đứng lên, từ từ tiến tới vị trí của Thành, ngồi xuống cách Thành một khoảng. Thầy trầm mặc quan sát biểu hiện của anh. Thành lúc này không ngồi yên nữa, mà cứ nhòi người ra sức bổ tới. Cũng may sau đó có Trung chạy ra giữ lại. Qua một hồi thì thầy Chữ mới đứng dậy, quay sang chỗ mọi người. Gương mặt ông lắng xuống thấy rõ. Thằng Thành nó bị làm sao vậy ông? Ông Trần lên tiếng hỏi. Những người khác cũng tập trung chờ đợi câu trả lời. Cậu ta bị ma nhập rồi. Vong này dữ, nên phải tìm cách giải ngay. Ông Lư hạ giọng hỏi. Vậy thầy có cách gì chưa? Để tôi chuẩn bị một chút, sau đó sẽ giúp cậu ấy giải cái vòng này. Tiếp sau đó, thầy lấy trong ba lô của mình ra một lá bùa màu vàng, rồi bảo Trung rót cho mình một cốc nước ấm. Kẹp lá bùa vàng vào lòng bàn tay, thầy bắt đầu lẩm bẩm đọc chú. Thầy ngừng đọc chú và thả lá bùa kia vào trong nước ấm. Mặc dù là trong cốc nước, nhưng bằng một cách nào đó, lá bùa vẫn có thể cháy phừng lên. Tới khi lửa tắt thì trên bề mặt cốc nước chỉ còn lại một đống tro màu đen kịch. Thầy lắc nhẹ cho cốc nước hòa lại với nhau, rồi đưa sang cho Trung. Mọi người giúp tôi cho cậu ấy uống cốc nước này đi. Mặc dù hơi ngờ vực trước thứ chất hỗn hợp kia, nhưng mà tại thời điểm này bọn họ cũng chẳng còn cách nào khác nữa cả. Nè, hãy chú ra phụ với thằng Trung đi. Cả ba cùng nhau tiến lại chỗ Thành. Hai người đàn ông thì ra sức giữ chặt lấy anh, còn Trung một tay cố gắng mở miệng Thành ra, tay còn lại từ từ dốc ngược cốc nước lên. Thứ nước hỗn hợp đổ vào, Thành dãy dùa ngày một mạnh hơn, sau đó không ngừng la hét. Điều này khiến cho ai nấy cũng đều hoảng sợ. Ông Lư với ông Trừng lo lắng hỏi ngay. Thằng Thành nó làm sao vậy? Hình như nó đang đau đớn lắm đó. Không sao đâu, tôi muốn cậu ta nghỉ ngơi một chút thôi. Thầy Chữ vừa nói xong thì tiếng gào thét của Thành cũng không còn vang lên nữa. Ánh mắt anh ta bây giờ lờ đờ, cơ thể cũng chẳng còn chút sức lực, đổ người xuống một cách từ từ. Sau đó anh ta ngất liệm đi, nằm bất động trên nền đất. Bây giờ mọi người giúp tôi chuẩn bị một số thứ cần thiết nha. Thầy cứ nói đi, để tôi chuẩn bị cho. Đi mua giúp tôi một ít nến lì và một gói mua trắng. Ông Lư móc trong người ra một tờ 100 ngàn đưa cho Trung, rồi nói. Nè nè, mày chạy ra tập quá gần đây đó, mua ngay những thứ thầy bảo về đây đi. Họ ngồi đợi một lúc thì Trung cũng trở về. Anh cầm theo bọc ni lông đựng những thứ mà thầy Chữ căn dặn. Thầy cầm lấy, mở ra xem thử. Tất cả đều đầy đủ. Bây giờ cậu giúp tôi rắc hết gói muối này ra nền nhà, sao cho nó thành một hình tròn đủ rộng để bao quanh một người. 5 phút trôi qua, một vòng tròn muối có đường kính khoảng hơn 1 mét được Trung làm xong. Thầy Chữ đi tới, ông nhìn vòng tròn rồi khẽ gật đầu. Cậu từ nãy tới giờ cũng mệt rồi, giờ cứ ngồi nghỉ ngơi một lát đi. Thầy Chữ lấy những cốc nến đã mua, ông xếp thành hình một ngôi sao trên vòng tròn được trắc bằng muối trắng. Sau đó dùng quẹt đốt lên những cốc nến, quay đầu lại nhìn mọi người rồi mới nói. Mọi người giúp tôi đưa cậu Thành ngồi vào đây. Mỗi người một tay một chân khiêng Thành ngồi gục vào bên trong của vòng tròn. Thấy mọi thứ đã ổn thỏa, thầy mới nói tiếp. Tôi chuẩn bị làm lễ trục vong cho cậu ấy. Để đảm bảo an toàn, mọi người nên ra ngoài thì hơn.
Trong này toàn những người cứng vía, chẳng một ai trong số họ là tin vào mấy chuyện ma quỷ này. Nay có dịp chứng kiến tận mắt như thế này, họ càng không muốn bỏ lỡ. Tất cả đều đồng ý với nhau là sẽ ở lại trong nhà để quan sát. Thầy chữ cũng không ép, vì dù sao họ cũng đều là đàn ông, dương khí dồi dào, sẽ không gặp nguy hiểm gì lắm. Thầy đóng cửa nhà lại. Thứ ánh sáng duy nhất giúp cho mọi người có thể quan sát chỉ là ánh nến mập mờ phát ra. Thầy chữ kêu mọi người lùi lại một chút ra phía sau cho an toàn. Còn ông thì cũng bắt đầu công việc của mình. Thầy thắp lên 3 cây nhang rồi cắm xuống bát gạo trắng. Nhang khói bốc lên, thầy bắt đầu đan tay kết ấn, miệng lúc này cũng không ngừng lẩm bẩm trị chú. Bài chú của thầy đọc chưa được mấy câu thì bên trong vòng tròn, Thành bất ngờ mở trừng mắt ra. Đôi mắt của anh ta bây giờ không còn bình thường nữa, thay vào đó là một màu đen ngòm đầy quỷ dị. Thầy chữ hơi khựng lại một chút, nhưng rồi ông cũng tiếp tục nhắm chặt mắt mà đọc tiếp. Tiếng trì chú mỗi lúc một nhanh, Thành ngồi bên trong vòng tròn ngày càng trở nên điên loạn. Anh ta không ngừng đưa tay vùng vẫy, chốc chốc lại ôm lấy đầu, tỏ vẻ như đau đớn lắm. Dừng lại, dừng lại. Bên trong căn phòng chỉ có tiếng gào thét của Thành, thì bỗng dưng vang lên một giọng nữ đầy ma quái. Thầy chữ dừng trì chú, quay sang nhìn Thành, thở dài nói: Bông quỷ kìa, ngữ ở đâu mà không yên tại đó, còn tìm đến hành hạ cậu này làm gì chứ? Các người phá bọn ta, ta sẽ bắt tất cả các người phải chết. Thành bất ngờ nhoài người về phía trước. Anh ta gầm gừ rồi chĩa ánh mắt đen ngòm của mình về phía đám người đang đứng. Tuy rằng câu nói đó không rõ ràng, nhưng ai nấy cũng ngầm hiểu ra được ý nghĩa. Chuyện đó ta sẽ tự tự giúp các người, còn bây giờ ngươi hãy mau trả cậu thanh niên này ra, bằng không ta sẽ dùng biện pháp mạnh để đánh tan hồn phách của nhà ngươi, khiến cho ngươi vĩnh viễn không thể đầu thai chuyển kiếp được. Thầy chữ nói xong câu đầu còn nhẹ giọng, nhưng câu sau thì kiên định đầy đanh thép. Quá muộn rồi. Giọng nữ ma quái lại vang lên. Ngay sau đó, Thành lại bắt đầu có những hành động cự tuyệt chống trả. Anh ta không ngừng khua tay, ra sức lao về phía thầy. Thầy thở dài, rồi ngay lập tức rút trong ba lô ra một cành dâu nhỏ. Ở đuôi cành dâu còn có thêm một chuỗi dài đồng xu nữa. Thầy cầm lấy nó, đứng lên tiến về phía vòng tròn. Sau đó giơ cành dâu lên cao, ra hết sức vụt mạnh vào cơ thể của Thành. Vừa làm, thầy vừa gằn giọng nói lớn: Có chịu ra hay không? Thành qua một hai roi đầu còn gồng gánh phản kháng, nhưng rồi sau đó không còn gượng được nữa, cũng ngoan ngoãn mà thu người của mình lại. Thầy chữ cũng chậm dần hơn. Ông hạ roi xuống cho hỏi lại: Người có chịu ra hay không? Ánh mắt đen ngòm của Thành lại ngước lên. Hai hàm răng anh ta lúc này nghiến chặt vào nhau, kêu lên ken két. Vẫn không chịu ra nè. Thầy chữ thấy biểu cảm như thế, lại giơ tay bục mạnh thêm mấy cái nữa. Lần này thì xem ra cũng đã có hiệu quả. Ánh mắt Thành dần trở nên trong trở lại. Trên đầu anh ta còn phát ra một làn khói đen quanh quẩn xung quanh. Làn khói này dần dần lan tỏa, rồi lại tan ra ngay dưới nền đất. Thành ngay sau đó cũng ngất liệm đi, rồi đổ gục xuống. Thầy chữ cũng hắt ra một hơi, rồi quỵ luôn người xuống, sắc mặt tái mét cả đi. Này ông chữ, ông có sao không? Thầy lại đây ngồi nghỉ ngơi đã. Ông Trần tiến tới hỏi han. Trung cũng đỡ lấy một bên vai của thầy, dìu ông lên trên ghế để nghỉ ngơi. Thằng Thành nó ổn rồi chứ thầy? Ông Lư chứng kiến cảnh tượng từ nãy tới giờ thì cũng có phần chạnh lòng. Suốt bao nhiêu năm làm nghề, đây là lần đầu tiên ông chứng kiến tận mắt
những hình ảnh quỷ dị tới như vậy. Có lẽ sau sự việc lần này, tất cả những người có mặt ở đây sẽ có cái nhìn khác về ma quỷ, hay gọi chung là một thế giới tâm linh. Cậu Thành kia không sao rồi. Chỉ là bây giờ chúng ta cần phải giải quyết một việc lớn hơn. Ừ, là chuyện cây đa có phải không? Đúng là vậy. Nếu không giải quyết nhanh chuyện đó, e là đại họa sẽ giáng xuống đầu tất cả chúng ta. Vậy ông có cách gì chưa? Bản thân thầy Chữ cũng biết khả năng của mình tới đâu. Với sức của một mình ông thì chắc chắn không thể nào có thể hóa giải được chuyện này. Suy nghĩ một hồi lâu, thầy mới chậm rãi nói: Tôi có một sư huynh đệ đồng môn, ông ấy giỏi những việc như thế này hơn tôi rất nhiều. Để tôi về liên hệ với ông ấy, nếu may mắn thì ông ấy có thể đến đây giúp chúng ta. Chuyện cũ đó mong thầy bỏ qua. Bây giờ trăm sự chúng tôi nhờ cả vào thầy. Ông Lư lúc này mới ái ngại nói. Những người khác cũng chim lời theo. Chúng tôi cũng là phận lính trắng nên không tin ma quỷ. Trước có nặng lời với thầy, mong là thầy bỏ qua cho. Dạ đúng đó thầy, mong thầy bỏ qua mà giúp đỡ chúng con. Tôi không phải là người chấp nhặt những chuyện đó. Cho dù bây giờ mọi người không nhờ, không quỷ thác, thì tôi cũng sẽ phải tự tìm cách giải trừ cái họa này. Bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến những người dân trong làng của tôi nữa. Không ai nói thêm được câu nào. Có lẽ họ đang cảm thấy e ngại với những lời nói mà trước đây mình dành cho thầy Chữ. Bây giờ ông đưa tôi về được chứ? Ông Chừng mất khoảng vài giây rồi gật đầu đáp ngay. Được, thầy ra xe để tôi đưa về. Nhờ Trung thu dọn lại đồ đạc giúp mình, thầy Chữ và ông Chừng sau đó chào tạm biệt mọi người rồi ra về ngay. Còn lại mấy người kia thì ở lại. Vì bây giờ trời cũng đã tầm trưa, nắng đã lên tới đỉnh đầu. Ông Lư lấy ra ít tiền đưa cho Trung. Bây giờ cũng trưa rồi, quay về cũng ngại. Thôi mày chạy ra kia mua tạm cái gì, đem về đây mấy bác cháu mình ăn trưa, với lại ra vài ly đi. Ôi, sáng giờ căng thẳng quá. Trung gật đầu rồi cũng quay người đi. Nhìn lại thấy Thành vẫn còn đang nằm ngất liệm, ông Lư mới thở dài nói với mấy người trong nhà. Trên đời này đúng là không có chuyện gì mà không thể xảy ra được hết. Rất nhanh sau đó, Trung cũng mua đồ và quay trở về. Đám thợ thuyền có thể do lâu rồi chưa có dịp ngồi với nhau như thế này, nên trong bữa nhậu hôm ấy họ nói chuyện vui vẻ và cởi mở với nhau lắm. Duy chỉ có mỗi mình Thành là vẫn nằm bất tỉnh trên giường. Dùng xong bữa cơm thì cũng sang tới đầu giờ chiều, nếu cứ ở đây thì cũng không được. Vậy nên ông Lư bảo Trung ở lại chăm sóc cho Thành, vì dẫu sao Thành cũng chỉ sống có một mình. Giờ mà đi về hết để Thành ở lại đây thì chẳng có ai là yên tâm được cả. Trung được ông Lư giao phó thì cũng không có ý kiến gì, mà chăm chắp nghe theo để ở lại chăm nom cho Thành. Trung không dám lơ là, cậu cứ ngồi bên cạnh giường của Thành. Đến khoảng hơn 2 giờ thì mới thấy Thành khẽ cử động nhẹ cánh tay. Sau đó thì đôi mắt cũng dần dần hé mở ra. Mày tỉnh rồi Thành? Trung ngay lập tức lên tiếng. Thành có vẻ đầu óc vẫn còn đang choáng váng, anh mơ hồ hỏi lại. Có chuyện gì xảy ra vậy? Trung im lặng một lúc. Có thể trong lòng anh đang phân vân có nên nói những gì xảy ra cho Thành nghe hay không. Mày nói gì đi chứ Trung. Thôi, trước mắt mày cứ nghỉ ngơi đi. Chừng nào khỏe lại tao kể cho mày nghe. Vừa nãy tao cũng mua ít cháo cho mày. Bây giờ mày tỉnh rồi, để tao đi hâm nóng lại cho mày ăn. Trung đáp lại câu hỏi của Thành cùng với đó là mấy cái vỗ vai động viên. Sau đó Trung cầm bịch cháo đã mua
chạy thẳng xuống bếp. Thành ngồi lại một mình trên gian nhà, cứ ngơ ngác cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Thi thoảng anh đưa tay lên đập đập vào đầu như cố nhớ lại. Nhưng cuối cùng, thứ duy nhất mà Thành chỉ có thể nhớ được chỉ là một cuộc gặp gỡ mà thôi. Cô ta là ai chứ? Thành nhớ lại chuyện tối hôm qua. Do cả ngày hôm qua mưa gió nên đến tối sau khi dùng cơm xong, Thành lên giường để nghỉ ngơi luôn. Vừa đặt mình nằm xuống một lát thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Lúc bấy giờ Thành lấy làm ngạc nhiên lắm, vì dù sao cổng ngoài của nhà anh cũng đang khóa. Có cái gì thì cũng phải gọi từ bên ngoài, chứ sao lại đập cửa trong này được. Hơn nữa nhà lại còn nuôi chó, có người đến thì nó phải sủa chứ. Sao cứ ru rú trong gầm giường như thế kia? Thoạt đầu còn nghĩ là mình nghe lầm, Thành cũng chẳng ra mở cửa. Nhưng tiếng gõ cửa ấy mỗi lúc một văng vẳng, khiến cho anh thật sự thấy khó chịu. Bực mình, Thành ngồi phắt dậy với nét mặt giận dữ, rồi đi về phía cửa. Cánh cửa được mở ra, Thành thấy có một người ăn mặc rách rưới, tóc xõa ngang vai, che hết cả gương mặt, cứ cứng đờ đứng ở trước cửa nhà mình. Nhìn bộ dạng này, lại thấy trời đang còn mưa, thế nên Thành cũng chẳng đề phòng gì. Anh nghĩ rằng có thể người này muốn trú mưa nên mới trèo cổng vào đây mà thôi. Nhưng suy nghĩ đó vừa lóe lên một cái thì Thành nhận ra được một điều đặc biệt. Một điều mà trước khi bất tỉnh anh còn có thể nhớ được. Đúng lúc đó thì Trung bê cháo từ dưới nhà lên chia ra cho Thành. Nè, mẹ ăn cháo đi. Thành gật nhẹ đầu, bưng lấy bát cháo, vừa ăn vừa hỏi. Chuyện đường xá làm tới đâu rồi mày? Ây, nào đã làm được cái gì đâu. Có phải do mình chặt cây đa kia hay không? Trung tròn xoe mắt nhìn chăm chăm về phía Thành. Sao mày lại hỏi như vậy? Mày đã biết cái gì hay sao? Thành đặt bát cháo xuống cạnh giường. Anh thở dài. Tao không biết như thế nào nữa. Nhưng mà đã có người đến đây nói với tao. Lại, họ nói những gì với mày? Tao cũng không biết. Bộ dạng của người đó ăn mặc rách rưới, nhìn nghèo khổ lắm. Hơn nữa cũng do trời tối nên tao chẳng thể nhìn rõ được gương mặt. Đưa mắt nhìn trực diện vào Trung, Thành lại nói tiếp. Người nói với tao là mình đã phá nhà của họ. Họ sẽ không để cho mình yên đâu. Trung phần nào cũng ngầm hiểu được, có lẽ là người đó không phải là con người, mà chính là cái vong ma đã nhập vào người Thành để truyền tải thông điệp. Vậy rồi sao mày lại nghĩ tới việc cây đa đó chính là nhà của họ? Vậy lúc phá cây đa đó, tao cũng nghe ông thầy kia nói về việc này. Và hơn nữa, tao biết người tới gặp mình không phải là một con người, mà là một hồn ma. Trung trợn tròn mắt lên. Anh không biết tại sao Thành lại biết được người đó là ma mà lại không nói ra. Mày biết đó là ma sao? Vì trước cái lúc tao chẳng còn nhớ chuyện gì nữa, tao đã thấy chân người ấy di chuyển mà không chạm đất. Trung im lặng hồi lâu, vẻ mặt trầm tư. Có thể là anh sẽ kể lại cho Thành nghe về những gì đã xảy ra với cậu ta, vì dù sao cậu ấy cũng đã biết rằng mình gặp ma rồi. Hay nói đúng hơn, chính là gặp chuyện liên quan tới cây đa kia. Nè, sao mày im lặng vậy? Trung vẫn chưa lên tiếng, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm về phía Thành. Một lúc sau như vậy, anh mới thở dài cất giọng. Thật ra chuyện mày ngất liệm đi á, và cả cái chuyện mày gặp ma, nó có liên quan tới nhau đó. Giờ mày kể cho tao nghe những sự việc đã xảy ra được chứ? Tao cũng định để mày nghỉ ngơi cho khỏe rồi mới kể thôi. Nhưng bây giờ nghe mày nói vậy, tao cũng sẽ kể luôn cho mày khỏi phải tò mò. Trung trầm giọng kể lại những gì diễn ra sáng nay cho Thành nghe.
kể cả việc con chó, con gà Thành giết và xé xác ăn kia. Nghe xong, Thành tối sầm mặt lại. Anh không dám tin vào việc mình đã xé xác những con vật mà nhai sống chúng, và cũng chẳng dám tin vào những chuyện đuổi ma hay trục vong mà thầy Chữ đã làm. Mày có thể thấy hơi khó tin, nhưng mà tất cả là thật đó. Bác cháu giờ cũng nguội hết rồi, mày ăn cho hết đi, rồi nằm xuống giường mà nghỉ ngơi cho lại sức. Có thấy cần cái gì cứ nói tao. Ngày hôm nay tao được bác Lư bảo lại đây để chăm sóc cho mày. Khuôn mặt Thành vẫn không khỏi bàng hoàng. Nhìn xuống bát cháo lạnh dưới thành giường, anh cũng chẳng còn tâm trí mà tiếp tục ăn nữa. Thành cầm bát cháo đứng lên, đi lại chỗ của Trung, đặt bát cháo lên bàn. Anh thở dài nói: "Ôi, giờ tâm trí đâu mà ăn uống nữa mày ơi." Trung cũng hiểu được cảm giác của Thành lúc này, cũng chẳng biết nói gì ngoài những lời động viên. Thôi thì chuyện nó cũng qua rồi, bây giờ mày không ăn thì cũng lên giường nghỉ ngơi chút đi. Chắc là nó sẽ ám ảnh tao cả đời này mất. Thành thở dài, sau đó đứng dậy quay trở lại giường của mình. Hai tay anh giơ lên vắt trên trán, ra vẻ suy tư lắm. Trung nhìn người bạn như vậy cũng chẳng nói năng gì. Dù sao thì bây giờ cũng nên để cho Thành có thời gian để chấp nhận cái sự thật đã. Tại nhà ông Chừng, lúc này đã là 3 giờ chiều. Trong nhà giờ đang có đoàn thợ của ông Lư và vợ chồng ông Chừng ở đó. Đoàn người của ông Lư có mặt ở đây bởi vì sáng nay, trong lúc ông Chừng đưa thầy Chữ về, thì thầy Chữ có căn dặn nhờ ông Chừng nhắn lại cho đoàn của ông Lư là chiều nay hãy tới đây làm một số công việc. Ngồi nói chuyện đến khoảng 3 giờ 15 phút thì bên ngoài sân có tiếng chó sủa. Ông Chừng ngó đầu ra, thấy hai thầy trò thầy Chữ đang đứng bên ngoài cổng. Ông quay sang nói với vợ của mình: "À, là thầy trò ông Chữ đó, bà mau ra mở cửa đi." Ông Lư lên tiếng hỏi nhỏ: "Không biết ông mấy gì đã nhờ được người giúp chúng ta hay chưa chứ?" "Đợi mấy vào đây cho hỏi cũng chưa muộn mà." Vừa bước vào bên trong nhà, thầy Chữ nhìn mọi người rồi cất giọng nói ngay: "Chào mọi người, chắc mọi người ở đây đợi tôi cũng lâu rồi hả?" Ông Lư hỏi luôn thầy Chữ. Bản thân ông lúc này có lẽ đang rất sốt ruột. "Chúng tôi cũng chỉ vừa mới tới đây thôi. Chẳng hay thầy đã nhờ được người tới giúp chưa?" "Ông cứ uống nước đi đã." Ông Chừng rót nước mời thầy Chữ. Thầy nhấp xong chén nước cho quay lại trả lời câu hỏi của ông Lư: "Người thì tôi đã nhờ được rồi, nhưng phải ngày kia ông ấy mới có thể về đây. Chính vì vậy tôi mới cần mọi người có mặt ở đây vào chiều hôm nay để làm một số việc trước mắt." "Bây giờ ông cần làm việc gì cứ nói cho chúng tôi." "Cũng chẳng phải gì chuyện gì to tát, chỉ là muốn các ông ra nơi gốc đa kia, và ít nhất là để không ai có thể tới gần cho tới khi người đồng môn của tôi về tới đây. Hơn nữa còn phải dựng đứng gốc đa trở về như cũ nữa." Ông Lư ngẫm nghĩ một hồi cho gật đầu: "Được rồi, nếu gấp gáp tôi sẽ cho người ra làm ngay." "Nếu như các ông có thể làm ngay trong chiều nay được thì càng tốt." Ông Lư quay sang mấy người thợ, sau đó nói: "Nè, bây giờ các chú cứ ra đó đợi trước đi. Bây giờ để tôi về gọi cẩu rồi dựng lại cái gốc đa đó lên." Dứt lời, mấy người thợ cùng nhau đứng dậy. Đột nhiên thầy Chữ đưa tay lên chặn lại: "Mà khoan đã, thầy vẫn còn căn dặn gì hay sao?" Thầy Chữ chưa vội trả lời, ông lấy ra một cuộn chỉ đỏ, sau đó đặt lên bàn: "Làm xong việc đó, mọi người dăn sợi chỉ đỏ xung quanh cái cây giúp tôi nè." Một người thợ lên tiếng hỏi: "Chỉ vậy thôi sao thầy?" "Đúng rồi, chỉ vậy thôi." "Vậy mọi người ngồi chơi đi, chúng tôi đi trước nha." Vợ ông Chừng lúc này cũng có việc ra ngoài, cho nên xin phép đi luôn. Chỉ còn lại mấy thầy trò ngồi với nhau.
Thầy Chữ mới lên tiếng hỏi: cậu Thành kia đã tỉnh chưa? Tôi cũng chưa rõ nữa. Hôm nay chúng tôi về luôn, chỉ để lại thằng Trung ở đó chăm nom cho nó. Có gì lát tôi gọi điện cho thằng Trung hỏi thử. Cậu ấy tỉnh thì cứ để cậu ấy nghỉ ngơi thêm một thời gian, cho hãy nối đi làm. Bị người âm nhập vào, dương khí của cậu ấy bây giờ còn đang yếu lắm đó. Ông Lư gật đầu ra vẻ đồng ý, chứ cũng không nói thêm lời nào. Mấy người ngồi trò chuyện thêm một lúc nữa thì ông Lư có điện thoại. Ngay khi nhìn thấy số, ông đứng luôn dậy rồi nói: xe cậu người ta tới rồi, thôi mấy thầy trò cứ ngồi đây đi. Việc ở cây đa bây giờ cứ an tâm giao cho tôi, tôi sẽ làm theo đúng ý của thầy. Được vậy thì tốt rồi. Bây giờ tôi vẫn còn việc phải làm ở nhà nữa, vậy nên tôi cũng xin phép về. Một mình ở nhà, ông Trần cũng chẳng biết làm gì. Vậy nên tiễn thầy Chữ ra về xong, ông cũng đi cùng với ông Lư ra ngoài gốc đa đầu làng. Hai người ra tới nơi thì thấy mọi người đang đứng đợi sẵn. Nhìn đồng hồ bây giờ cũng chẳng còn sớm nữa. Ông Lư lại chỗ người lái cẩu, chào hỏi mấy câu rồi cho tiến hành công việc luôn. Người lái cẩu quan sát một lúc rồi chẹp miệng đáp: bây giờ lắp lại bằng phẳng như thế này rồi, các bác phải đào bớt đất lên thì bọn em mới dựng lên được chứ. Có mỗi đứa biết lái máy múc đất thì đang ở nhà. Nhìn lại thấy ở đây cũng có rất nhiều người, ông Lư mới quay sang ông Trần nói: anh chạy ra mấy cái nhà xung quanh mượn giúp tôi mấy cái cuốc di sản đi. Đông người như thế này, đào một lúc là xong thôi. Ông Trần cũng quay người đi ngay. Khoảng 10 phút sau thì quay lại, trên tay ông bây giờ có thêm mấy cái xẻng nè. Ông Lư phát cho mỗi người thợ một cái. Bản thân ông cũng xắn tay áo lên, cầm lấy cây xẻng. Người đông, sức nhiều nên chỉ nhoáng một cái là cái hố đất được lắp ngày hôm qua giờ cũng được đào lên hết. Xong xuôi, ông Lư tiến lại chỗ người lái cẩu rồi hỏi: nè, chú nhóm xem vậy đã được chưa? Ông lái cẩu nhìn một lúc rồi gật đầu. Ông ta bắt đầu hạ trụ đỡ của xe cẩu, rồi bắt đầu điều khiển cần cẩu về phía gốc đa đang nằm ngang dưới đất. Nè thằng kia, mày lấy dây cột cho thân cây giùm cái. Ông lái cẩu quay sang nói lớn với thằng lính của mình. Người kia nghe vậy thì cũng làm theo ngay lập tức. Qua chừng 15 phút nghiêng đi đánh lại, cái gốc đa cuối cùng cũng được dựng lên thẳng đứng. Ông lái cẩu lúc này mới nhìn đám người ông Lư: nè, các bác lắp đất lại đi chứ, hay là tính cho em giữ như thế này tới sáng mai sao? Ông Lư mới giật mình, quay nhìn sang mấy người thợ của mình: nào mọi người, lắp lại đi, không trời tối mất. Vậy là đội thợ lại tiếp tục cuốc xẻng mà lắp chặt lại gốc đa. Sau khi thấy chắc chắn, ông lái cẩu mới hạ cẩu để cho thằng lính của mình tháo cái dây ra. Chỉ vỏn vẹn hơn một giờ đồng hồ, cây đa mới đây vẫn còn nằm ngổn ngang, nay đã được dựng lại như cũ. Tuy vậy chỉ là phần thân khô, cho nên nhìn nó chẳng còn vẻ uy nghi bề thế như trước kia nữa. Làm xong việc và nhận tiền thì đội lái cẩu cũng rời đi. Đoàn người của ông Lư lúc này mới bắt đầu bắt tay vào việc mà thầy Chữ đã giao cho, đó là rào chắn và treo sợi chỉ đỏ bao quanh gốc đa. Tới khoảng hơn 5 giờ một chút thì công việc cũng xong xuôi hết. Ánh mặt trời bây giờ cũng khuất dần sau những bóng tre mái ngói của ngôi làng. Đám người ông Lư cũng nhận thấy trời không còn sớm nữa. Bọn họ nghỉ ngơi một lát bên vệ đường, sau đó thì ai nấy cũng leo lên xe và rời đi. Sáng ngày hôm sau, một người đàn ông chừng 60, đầu cột tóc búi cao, trên người ông ấy khoác một bộ áo dài màu xám, tay còn đeo theo một cái tay nải, coi bộ chứa rất nhiều vật dụng ở bên trong. Ông ta bước đi trên con đường với vẻ ung dung, lạc hưởng, giống như trên đời này chẳng có gì khiến cho ông ta có thể bận tâm. Chắc chính là cây đa này đây. Người đàn ông dừng lại tại cây đa khô cằn đã dựng đứng ở đầu làng. Ông quan sát một hồi, vuốt nhẹ chòm râu trắng của mình mà khẽ nói: nè ông kia,
không được lại gần đó đâu. Người đàn ông vừa bước qua sợi chỉ đỏ thì bất giác có giọng nói từ phía trước vang lên. Không ai khác chính là ông Trận. Ông là ai vậy? Không thấy cái biển báo đây hay sao mà còn bước vô đây? Vừa nói dứt lời, bất giác ông Trận như nhận ra điều gì đó. Ông quen biết với ông Chữ có phải không? Ông Trận nhận ra nhờ cách ăn mặc của người này có phần giống với thầy Chữ, nhưng vẫn hỏi lại cho chắc. Đúng vậy, tôi là huynh đệ đồng môn với ông Chữ đó. Qua phần tuổi tác và phong thái, ông Trần cũng có thể đánh giá được người này ắt hẳn sẽ giỏi hơn ông Chữ. Ông Chữ đã từng nói với tôi, ông ấy cũng bảo chỉ có thầy mới có khả năng giúp được chuyện của làng tôi thôi. Chẳng hay tôi có thể xưng hô với thầy như thế nào? Tôi tên là Sơn, cứ gọi là thầy Sơn là được rồi. Dạ thầy Sơn. Thôi thầy đi đường chắc cũng mệt rồi, bây giờ về nhà tôi ngồi uống chén nước chè đã, để tôi gọi ông Chữ qua. Ông Trần ngỏ ý mời thầy Sơn về nhà của mình nghỉ ngơi trước. Thầy Sơn dò xét ông Trần một lượt rồi cũng gật đầu đồng ý. Vậy thì cảm phiền ông quá. Thầy Sơn đánh mắt một chút về phía gốc cây, rồi sau đó mới cùng ông Trần rời đi. Về tới nhà, bà Trần đang ở nhà thấy tiếng chó sủa thì mới đứng dậy nhìn ra bên ngoài. Thấy ông Trần đi cùng với một ai đó lạ mặt, bà tò mò chạy ra hỏi thử. Đây là ai vậy ông? Là thầy Sơn đó. Ông Chữ nói là đồng môn của mấy. Dạ, chào thầy. Mời thầy vào nhà chúng tôi ngồi chơi. Thầy Sơn gật nhẹ đầu không đáp lại. Vào đến bên trong, bà Trần pha ấm chè mới. Trong lúc chờ trà ngấm, bà hỏi thầy Sơn. Chẳng hay thầy từ đâu tới ạ? Tôi là người bên Hòa Bình ấy. Hôm trước ông Chữ có nói với tôi về chuyện gốc đa của làng có ma quỷ trú ngụ. Sức ông ấy thì lại không đủ, nên muốn tôi về đây giúp đỡ đâu mà. Thầy Chữ thì ở đây, mà thầy lại ở tích bên Hòa Bình sao thầy? Thật ra đó, thì Chữ nó cũng học ở trên Hòa Bình mới về đây. Chuyện này chắc rất ít người biết mà. Ông Trần đứng dậy, lườm vợ một cái, sau đó mới nói. Thầy mới tới đây, để thầy nghỉ ngơi một lát, chứ bà hỏi cái gì mà lắm vậy? Bà Trần cũng ý tứ nên không hỏi nữa. Ông Trần đội chiếc mũ cối lên rồi nói tiếp. Thôi bà ở nhà tiếp thầy đi, tôi sang gọi ông Chữ sang bên đây. Ông Trần quay sang thầy Sơn rồi lại nói. Thầy cứ ở nhà nghỉ ngơi uống chén nước, tôi đi một lát tôi về ngay. Ông Trần không nói lời nào mà quay người rời đi luôn. Còn lại bà Trần với thầy Sơn, bà mới chỉ tay ra bên ngoài rồi nói. Mong thầy thông cảm, tôi cũng tò mò nên mới hỏi thôi. Chứ còn chồng tôi á hả, ông ấy chẳng bao giờ tính mấy cái chuyện tâm linh đâu, nên cứ hễ nghe nhiều là ông ấy bực lắm. Đó, việc này cũng tự mấy mà ra đó thầy. Không có gì đâu, chị không cần phải ngại việc đó. Dạ, thầy nói vậy tôi cũng đỡ ngại. Dạ, mời thầy uống nước đi ạ. Bà Trần rót chén nước mời thầy Sơn, rồi đưa mắt khóng ra sân, chờ chồng mình và thầy Chữ qua tới. Bà Trần với thầy Sơn nói chuyện thêm được một hồi thì có tiếng chó sủa vang bên ngoài quảng sân. Chắc có lẽ là ông nhà tôi về rồi đó thầy. Quả đúng là như vậy. Bên ngoài là ông Trần và thầy Chữ cùng với cậu học trò đang mở cổng bước vào. Đặt chân vào tới cửa, ánh mắt cả hai chạm vào nhau. Họ cùng khẽ cười như những người bạn thân đã lâu không gặp. Cảm ơn vì ông đã tới đây. Thầy Chữ đi lại gần, kẻ cúi đầu như một cách hành lễ với người sư huynh. Thầy Sơn mỉm cười đáp lại. Có gì đâu, sư đệ gặp chuyện, chẳng lẽ ta lại không tới giúp hay sao chứ? Thôi được rồi,
chúng ta bàn công việc trước đi. Thầy Chữ khẽ dìu thầy Sơn ngồi xuống, rồi lên tiếng nói. Chuyện ở đây như thế nào tôi cũng kể sơ qua cho ông nghe rồi đó. Với sức của tôi thì cũng chỉ cầm chân được một hai ngày nữa là cùng. Vừa rồi tôi cũng có dừng lại ở gốc đa đã bị bứng lên kìa, cũng có nhìn qua trận đồ của ông. Mặc dù trời đang ban sáng, nhưng bao quanh trận đồ vẫn cảm nhận rõ được khí âm rất nhiều. Nếu như để thêm một hai hôm nữa thì đúng là trận đó sẽ không thể nào kìm hãm được chúng. Vậy là ông cũng đã dừng lại để xem rồi hả? Ông có cách nào giải quyết được chuyện này chưa? Trước mắt để tôi làm một cái lễ để nói chuyện với những vong linh ở đó. Nếu như họ chịu rời đi thì ta sẽ lập riêng cho họ một cái miếu và thờ cúng. Còn nếu không thì... Nếu không thì sao? Đành mạnh tay đánh hết những linh hồn đó vậy, khiến cho họ không thể siêu thoát và cũng không thể làm hại ai được nữa. Như vậy cũng có phần hơi tàn nhẫn. Dẫu sao ta cũng là làm việc cho cả hai giới âm dương, cũng nên có tình một chút chứ. Nhưng mà chuyện đó có lẽ sẽ không xảy ra đâu, đừng lo. Thầy à, vậy thầy tính khi nào tiến hành để chúng tôi còn chuẩn bị? Ông Trần bây giờ mới lên tiếng. Thầy Sơn đưa tay lên bấm đốt rồi nói: Đêm nay cũng không phải xấu. Để tránh chuyện này kéo dài thì ngay đêm nay tiến hành lập đàn làm lễ đi. Ông Trần còn đang ngơ ngác thì bà Trần lên tiếng nói: Việc lập đàn lễ cần gì thì cứ ghi vào giấy rồi để tôi đi chuẩn bị cho, chứ ông nhà tôi cũng không có biết mấy cái này đâu thầy. Chị giúp tôi chuẩn bị một số thứ, tôi sẽ ghi chép những thứ cần thiết ra giấy cho chị. Quay sang thầy Chữ, thầy Sơn nói tiếp: Trước mắt cứ như vậy đã, bây giờ tôi với ông ra gốc đa đó một lát đi. Mặc dù không biết thầy Sơn có ý gì, nhưng thầy Chữ cũng gật đầu đồng ý theo. Thầy Sơn sau đó lấy giấy bút ra, ghi lại những gì cần chuẩn bị, đưa cho bà Trần, rồi nói: Đây nè, hai vợ chồng giúp tôi chứ nghe. Dạ thầy cứ yên tâm, vợ chồng tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ những thứ thầy ghi trong này. Thầy Sơn gật đầu, rồi ông cùng với thầy Chữ rời đi. Ông Trần lúc đó cũng muốn đi theo, nhưng bị vợ kéo lại. Dù sao thì cả hai vợ chồng vẫn còn nhiều thứ phải làm lắm. Ra đến gốc đa, mấy thầy trò đứng quan sát một lúc. Sau đó thì thầy Chữ quay sang thầy Sơn: Ông tính sẽ làm gì? Thầy Sơn trầm mặt không đáp. Ông đi xung quanh gốc đa một vòng, hết chạm những cành cây khô quắc, rồi lại chạm xuống nền đất khô cằn. Thầy cuối cùng có lẽ cũng đã có được kết quả. Quay lại, thầy nói: Và cố lại trận đồ của ông, và đặt thêm những trận đồ mới cho buổi lễ đàn ngày mai nữa. Thầy Sơn cởi bỏ luôn tay nải của mình xuống. Ông lấy ra một đạo bùa vàng, cộng với đó là một thứ bột gì đó có màu đỏ tươi. Đổ thứ bột ấy ra cái bát sắt nhỏ mà đã chuẩn bị từ trước. Sau đó thầy kẹp lá bùa màu vàng kia vào tay, kẹp chặt lá bùa, miệng thầy lẩm bẩm đọc chú. Trong phút chốc, lá bùa bỗng dưng phát quả. Thầy Sơn lúc này cũng ngay lập tức thả lá bùa ra, để cho nó cháy trong chiếc bát sắt kia. Tới khi bên trong chỉ còn lại một thứ bột đỏ và đống tro tàn, thầy Sơn có vẻ đã rất hài lòng. Ông dùng mấy cành cây đa khô khuấy đều hai thứ tạp chất đó. Sau cùng thì đi vòng quanh gốc đa, nhưng lần này là để trải những thứ hỗn hợp đó xuống mặt đất. Thầy Sơn quay lại, thầy Chữ mới lên tiếng hỏi: Chỉ vậy thôi sao? Chưa được đâu. Đây nè, tôi có việc cho hai thầy trò ông đây. Dứt lời, thầy Sơn lấy ra một chuỗi dây dài màu đỏ. Trên dây cột nào là tiền xu, chuông đồng, bùa vàng, rồi đưa cho thầy Chữ nói: Hai thầy trò căng cái dây này vòng quanh gốc đa cho tôi,
làm xong thì chúng ta về. Tất nhiên là thầy Chữ chẳng cần phải động tay, vì dù sao bên cạnh ông cũng đã có cậu học trò đi theo. Làm xong mọi thứ, các thầy trò tỏ ra nét mặt hài lòng, sau đó cùng nhau quay trở về. Về phía vợ chồng ông Trừng cũng tức tốc chuẩn bị theo những gì thầy Sơn ghi trong giấy. Đó không chỉ là mua đồ, mà còn phải dựng cả một tế đàn ở nơi gốc đa kia nữa. Chỉ có hai vợ chồng ông thì khó có thể làm xong. Vậy nên ông cũng có đi nhờ một vài người xung quanh trong làng. Phải tới tận khi trời tối thì một đàn lễ lớn mới được dựng lên hoàn thiện. Đàn lễ được lập ra thì người dân cũng không khỏi tò mò mà kéo tới xem rất đông. Mỗi người hỏi một câu khiến cho ông Trần chẳng thể nào giải thích hết được. Vậy nên ông chỉ trả lời qua loa rồi lẳng lặng một mình quay về trước. Mà nơi ông về không phải nhà mình mà là nhà của thầy Chữ. Ông cần phải báo tin đã hoàn thành xong tế đàn cho thầy Sơn biết. Ông Chữ à, ông có nhà hay không? Cậu học trò chạy ra mở cửa, nhìn vào bên trong nhà mà nói. Bác Chừng à, hai thầy của cháu đang ngồi bên trong. Ông Chừng gật đầu, đi thẳng luôn vào bên trong. Nhìn thầy Sơn thì đang đọc sách, thầy Chữ đang nhâm nhi chén nước chè. Ông lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí. Chào mọi người. Theo những gì mà thầy căn dặn, chúng tôi đã làm xong hết rồi. Thầy Sơn đặt cuốn sách xuống, sau đó mời ông Trừng lại ghế ngồi nghỉ ngơi, rồi mới hỏi. Chắc hẳn bây giờ đang có nhiều người tụ tập lắm có phải không? Dạ đúng rồi thầy, bà con tò mò nên ra xem động lắm. Thôi thì cứ kệ họ đi, việc ta làm lễ cũng phải chờ tới tối đêm. Họ đợi lâu không thấy có gì thì cũng trở về nhà thôi. Vậy tối nay ông có cần tôi giúp thêm gì hay không? Thầy Chữ cũng lên tiếng hỏi. Thầy Sơn nhìn ra màn trời tối thui bên ngoài, rồi mỉm cười. Ông phải đi cùng với tôi chứ. Chẳng may một mình tôi không chống đỡ nổi thì cũng cần thêm có người giúp đỡ mà. Vậy hai thầy cho tôi đi cùng được không? Tôi cũng muốn xem nữa. Thầy Sơn nhìn ông Trần. Bản thân ông làm những chuyện này cũng không muốn có quá nhiều người hiện diện. Toàn từ chối thì thầy Chữ đã cất lời. Dù sao ông ấy cũng là trưởng làng này, cứ để ông ấy đi cùng chúng ta đi. Đêm hôm đó, khi mà dân tình trong thôn đã tắt đèn đi ngủ hết, thì bốn người mới bắt đầu xuất phát rời khỏi nhà. Đúng như lời thầy Sơn nói, đến cái giờ này thì chẳng còn một ai xuất hiện ở gốc đa nữa. Nhưng mà như vậy thì lại khiến cho không khí ở đây có cái gì đó âm u, lạnh lẽo lắm. Dưới ánh trăng sáng, gió trời nhẹ nhẹ, thầy Sơn quay ánh mắt nhìn ba người, rồi trầm giọng mà nói. Ba người đứng ngoài đây là được rồi. Chưa đợi cả ba nói gì, thầy Sơn đã một mình đeo tay nải, rồi tiến lại phía đàn lễ. Ông để tay nải của mình xuống dưới nền đã được trải một manh chiếu. Sau đó lấy trong đó ra nào là bùa chú, nào là tiền xu, gương bắt quái. Thầy đặt gọn những thứ đó ra trước mắt mình. Sau đó thì từ từ dùng hộp quẹt thắp sáng lên những ngọn nến đang được đặt trên đàn. Nến vừa sáng, thầy Chữ châm một bó nhang rồi cắm lên bát hương đặt trên đó. Cắm xong, ông liền vang vái mấy cái. Quay trở lại chỗ manh chiếu của mình, thầy quỳ xuống, bắt đầu đọc văn khấn. Bó hương được ông cắm xuống ban nãy bỗng dưng cháy phục lên. Gió trời trước đó còn đang thổi nhẹ, nay cũng ù ù như sắp sửa nổi lên một trận giông lớn. Thầy Sơn vẻ mặt vẫn bình thản, ông không còn đọc nữa mà đứng hẳn dậy. Tay ông lúc này cầm sẵn một đạo bùa chú. Thầy cắn đứt đầu ngón tay của mình, rồi bắt đầu vẽ bùa bằng máu. Vẽ xong, kẹp lá bùa rồi đan tay kết ấn. Những câu trì chú vẫn luôn duy trì trong miệng của ông. Trả nhà cho ta, trả nhà cho ta, các ngươi sẽ phải chết. Hòa theo những cơn gió bây giờ là những giọng nói ai oán văng vẳng lên, giống như từ địa ngục trở về.
những giọng nói này không chỉ mình thầy Sơn nghe được, mà có vẻ như những người bên ngoài kia cũng có thể nghe thấy. Ông Trần lắp bắp hỏi: Là ma quỷ phải không ông Chữ? Đúng rồi đó, ông ấy đang thỏa hiệp với bọn chúng. Thầy Sơn lúc này vẫn nhắm nghiền mắt mà cứ lẩm bẩm. Gió trời thì mỗi lúc một mạnh hơn, những chiếc chuông được treo xung quanh cây đa rung lắc lên dữ dội, rồi rơi bụp hết xuống dưới mặt đất. E rằng ông ấy sắp không trụ nổi nữa rồi. Thầy Chữ nhìn sắc mặt của thầy Sơn đổ nhiều mồ hôi thì biết rằng ông ấy đang phải chống chọi với rất nhiều thứ. Khởi trận. Lời thầy Chữ vừa dứt, bỗng dưng thầy Sơn mở trừng mắt ra rồi hô lớn. Thầy thả ấn rồi dùng tay ấn mạnh vào lá bùa đang kẹp trong hai lòng bàn tay xuống mặt đất. Một tiếng sấm vang trời nổ ra. Từ trên những sợi dây cột xung quanh thân cây, những lá bùa vàng bắt đầu phát quang một cách mạnh mẽ. Ngay sau đó, từ trong thân cây bắt đầu xuất hiện vô vàn bóng trắng tản ra. Ba người đứng bên ngoài chứng kiến thì tròn mắt như không dám tin vào những gì mình thấy. Ngay cả bản thân thầy Chữ là sư đệ của thầy Sơn, nhưng ông cũng chưa bao giờ thấy sư huynh của mình sử dụng sức mạnh kinh hồn tới như vậy. Những giọng nói trong gió bây giờ lại vang lên, nó mang theo cái gì đó đau đớn và thê lương lắm. Thầy Sơn lại đưa tay của mình cầm lên chiếc gương bát quái. Ông tiếp tục dùng máu của mình để viết lên đó một ký tự cổ. Nếu âm hồn các ngươi không chịu nghe theo lời ta, giờ ta sẽ cho các ngươi vạn kiếp không được siêu sinh. Thầy Sơn nói rồi giơ hẳn chiếc gương bát quái lên cao. Từ trong gương lũ lượt những gương mặt kinh dị hiện lên, có thể đó chính là hiện thân của những bóng trắng đang lẩn vẩn xung quanh gốc đa kia. Thầy Sơn sẽ tiêu diệt những bông hồng kia, thật hay sao thầy? Cậu học trò nhìn thầy Sơn cứng rắn kiên định như vậy thì quay sang hỏi thầy mình. Thầy Chữ nhẹ lắc đầu như chưa rõ kết quả. Ta cũng không biết nữa, nhưng theo bản tính của ông ấy thì ông sẽ không làm như vậy đâu. Quả đúng như những gì thầy Chữ nói, thầy Sơn chỉ thị uy như vậy thôi. Sau khi những đám khối trắng kia lần lượt biến mất thì ông cũng thu chiếc gương của mình lại. Sóng yên biển lặng thì cũng là lúc thầy ngồi sụp người xuống. Mấy người đứng bên ngoài lúc này lo lắng chạy tới. Ông Trần nóng lòng hỏi: Thế nào rồi hả thầy? Nhất định phải xây xong miếu rồi mới được hạ gốc đa này. Nếu không sẽ không một ai có thể giúp được làng của ông đâu. Hơn nữa, ngôi miếu phải được xây gần quanh nơi gốc đa này. Tôi cứ ngỡ ông sẽ đánh tan âm hồn đó chứ. Tất nhiên là có, nhưng không phải là tất cả, chỉ là một vài âm hồn thôi. Như vậy thì bọn họ mới chịu đồng ý với yêu cầu này của tôi. Thôi mọi chuyện như vậy cũng được rồi, chúng ta về nhà nghỉ ngơi thôi. Thầy Chữ nói rồi cùng với đồ đệ của mình đỡ thầy Sơn đứng lên. Nhìn ông Trần vẻ mặt thoáng buồn, thầy Chữ hỏi luôn: Ông vẫn còn chuyện gì suy nghĩ hay sao? Việc xây miếu ở đây đó chẳng khác nào là giữ nguyên gốc đa này không mà. Thầy Sơn lúc này mới cất giọng: Bãi đất này rất là rộng, chỉ cần lập một ngôi miếu nhỏ gần chỗ này là được, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới việc đi lại hết. Ông cứ làm theo lời ta, có thờ có thiên, sau này dân làng chắc chắn sẽ được hưởng nhiều lộc từ đây lắm đó. Thôi thì tôi cũng phải nói chuyện này với bà con. Còn bên nhà thầu đó thì trải qua việc vừa rồi, chắc họ cũng sẽ hoãn lại một thời gian thôi. Kết thúc câu chuyện, ông Trần cũng quay người đi trước trở về nhà của mình. Còn ba thầy trò thầy Sơn thu dọn đồ đạc và bỏ đi ngay sau đó. Tưởng chừng như việc lập miếu tại đây sẽ không được hưởng ứng, nhưng không. Khi ông Trần đem cái chuyện này ra bàn bạc, cùng với đó là câu chuyện cậu Thành bị vong nhập được đội nhà thầu kể lại,
thì bà con ai nấy cũng đồng tình rằng sẽ lập một ngôi miếu nhỏ tại đây. Dẫu sao thì cây đa cũng tồn tại cả trăm năm, nó như là một biểu tượng của thôn làng. Bây giờ chặt đi thì cũng phải có một cái gì đó để chuộc lại. Và sự hương khói từ một ngôi miếu nhỏ có lẽ là tốt nhất cho những vong linh đã lưu bạc tại nơi đây. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ma Cây đa ngự quỷ của tác giả Nguyễn Vinh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.